vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 33. Vậy thời gian khiêu chiến Sở Trần, La Vân Long hỏi. Bạch Mộ trầm ngâm một hồi, 3 ngày sau đi. Tôi có một câu hỏi. Lê Nhạc Kinh lúc này nói, ngộ nhỡ Sở Trần không tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta thì làm sao? Sở Trần cũng là dân thường, không thể tránh khỏi muốn theo đuổi danh lợi. Bạch Mộ thản nhiên nói, 3 ngày, chúng ta truyền trận tỉ thí này khắp toàn mạng, cho Sở Trần dư luận áp bách nhất định, buộc hắn ứng chiến. Thứ hai, các nhà chúng ta xuất ra một phần lợi thế, có thể là đàn cổ, tranh vẽ, đồ cổ vân vân, nhất định phải quý giá, dùng những thứ này để dụ dỗ Sở Trần, nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể thắng, những thứ này đều thuộc về hắn. Khuôn mặt Bạch Mộ nổi lên một nụ cười, giá trị lợi thế của chúng ta càng cao càng có thể hấp dẫn Sở Trần, nhưng mà, Sở Trần tuyệt đối thắng không được. Mấy người đều nhao nhao gật đầu. Bên cạnh đó, có một chuyện, đôi mắt Bạch Mộ tràn qua một đạo quang mang như đao phong, chậm rãi nói, vẫn đứng ở bên cạnh Sở Trần tối nay, là Tam Thiếu gia Hạ gia, Hạ Bắc. Mộ Thiếu, cái này dễ giải quyết, anh nói bây giờ làm sao? Mọi người lập tức mở miệng, thần sắc thoải mái, hiển nhiên tuyệt đối không để Hạ Bắc vào mắt. Truyền cho Hạ Bắc một tin tức, để cho hắn ở nơi công cộng, mắng Sở Trần. Bạch Mộ mỉm cười, hoàn toàn cùng Sở Trần xóa sạch quan hệ, nói cho hắn biết, đây là biện pháp duy nhất giữ được Hạ gia, nếu không, chúng ta cái giới này liên thủ, nhất định sẽ cho Hạ gia một đả kích nặng nề. Ứ Dương Thành, luận về mối quan hệ sâu rộng, luận thực lực, chỉ là một Hạ gia, dám đắc tội chúng ta sao? Đúng vậy, Hạ gia chủ yếu kinh doanh ngành dược phẩm, tuy rằng cùng chúng ta không giống nhau, nhưng mà, lấy thực lực của mấy nhà chúng ta, muốn chỉnh một Hạ gia, vẫn là không thành vấn đề. Chậc chậc, tôi ngược lại muốn nhìn xem, Hạ Bắc đối mặt với vấn đề này, lựa chọn như thế nào. Đi thôi, chúng ta đều tự chuẩn bị đi. Mọi người nhao nhao lái xe rời đi. Khoảng nửa giờ sau, trên tầng 6 câu lạc bộ, Liễu Mạn Mạn đang tập trung tinh thần quan sát bức phượng cầu hoàng mà Sở Trần để lại. Càng cẩn thận quan sát, ánh mắt chấn động càng đậm. Bên kia, Liễu Thiên Thiên ngồi ở vị trí vừa rồi Sở Trần đánh đàn, 10 ngón tay nhanh chóng nhúc nhích, đương nhiên, trước mặt không có đàn. Ngược lại cô muốn đánh đàn của Liễu Mạn Mạn, trực tiếp bị Liễu Mạn Mạn cự tuyệt. Quá đẹp trai, Liễu Thiên Thiên cảm thán. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Một người trung niên mặc trang phục thời đường bước nhanh tới. Quản thúc, ở đây. Liễu Thiên Thiên vẫy tay. Liễu quản, Liễu gia một vị trưởng bối tư lịch rất thâm sâu, y thuật không tính là cao minh, nhưng mà, đối với nghiên cứu thi họa lại đạt tới một cấp độ cực cao. Quản thúc, thúc nhìn bức phượng cầu hoàng này xem. Liễu Mạn Mạn ngẩng đầu lên, khuôn mặt Liễu quản toát ra nụ cười, Mạn Mạn, cháu vội vàng thúc giục ta tới đây, không phải là đặc biệt cho ta xem tác phẩm của tiểu tử La Gia kia chứ, tác phẩm của hắn ta đã xem qua, ở thế hệ trẻ tuổi, quả thật thuộc loại cấp bậc xuất sắc, nhưng mà, ở cả giới thi họa mà nói, còn thiếu chú nữa sức nóng. Quản thúc, thúc nhìn một chút liền biết, Liễu Thiên Thiên cũng đi tới, cô có chút tò mò bức tranh này của Sở Trần ở trong miệng quản thúc sẽ có đánh giá như thế nào. Liễu quản thần sắc ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Liễu Thiên Thiên, Thiên Thiên, cháu cũng có hứng thú với tranh. Liễu Thiên Thiên cười hì hì, quản thúc thúc xem trước đi. Liễu quản không nghiêm túc, cất bước đi lén phía trước, cúi đầu nhìn qua, đồng thời thuận miệng mỉm cười nói thật, giới thi họa hiện nay, tác phẩm mới có thể lọt vào mắt thần của ta, càng ngày càng ít, thanh âm Liễu quản đột nhiên dừng lại. Không nhúc nhích, cúi đầu nhìn bức phượng cầu hoàng này. Trong mắt càng lúc càng mở to. Xin hãy đọc truyện tại chùm iuyenang.vn một lúc lâu sau. Liễu quản cả người giật mình, lại tiến trước một bước, quan sát bức họa ở cự ly gần. Thấy một màn này, Liễu Thiên Thiên nhìn không được nở nụ cười, quản thúc, bức họa này có thể lọt vào mắt thần của thúc hay không? Liễu quản không trả lời, tâm trạng của hắn đã hoàn toàn bị bức, phượng cầu hoàng, này hấp dẫn. Liễu Thiên Thiên còn muốn mở miệng, bị Liễu Mạn Mạn trừng mắt một cái ngăn lại. Liễu Thiên Thiên không dám lên tiếng, muốn trách thì trách lúc mới sinh ra, mình chạy chậm 3 giây, để Mạn Mạn làm chị, còn mang hết các loại tài nghệ thiên phú đi, im lặng. 10 phút, Liễu quản cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Mạn Mạn, Mạn Mạn, bức họa này là do vị bậc thầy danh thủ quốc gia nào vẽ. Thủ pháp vẽ tranh ta dĩ nhiên nhìn không ra, giói thi họa dĩ nhiên còn có danh thủ quốc gia ta chưa từng thấy qua. Tác phẩm của bậc thầy danh thủ quốc gia. Ánh mắt Liễu Mạn Mạn và Liễu Thiên Thiên nhìn nhau một cái. Quản thúc, thúc không nhìn lầm chứ? Liễu Thiên Thiên thốt lên.
cấp bậc của bức họa này tuyệt đối thuộc về cấp danh thủ quốc gia. Liễu quản nói, các cháu đêm nay tụ hội, thế nhưng mời danh thủ quốc gia vẽ tranh, sớm biết, ta cũng đến góp vui. Đây, chỉ là tác phẩm mà một thanh niên đã dành 10 phút để vẽ. Liễu Thiên Thiên cẩn thận mở miệng, cái gì? Liễu quản mở to hai mắt, chợt cười cười, Thiên Thiên, cháu cũng không lừa được ta, bất kỳ một bậc thầy danh thủ quốc gia nào, đều không thể trong vòng 10 phút hoàn thành một bức phượng cầu hoàng như vậy. 10 phút, có thể vẽ phượng, hoặc là có thể vẽ hoàng. Liễu Mạn Mạn nói, nếu là tay trái vẽ phượng, tay phải vẽ hoàng thì sao? Nghe vậy, Liễu quản ngẩn ra, nhìn Liễu Mạn Mạn, một lúc lâu sau, đột nhiên phảng phất như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên cúi đầu, lại nghiêm túc nhìn bức họa này, hô hấp Liễu quản đều dần dần trở nên có chút dồn dập. Đây chẳng lẽ, đôi mắt Liễu quản đột nhiên nóng rực nhìn Liễu Mạn Mạn. Hắn muốn từ trong miệng Liễu Mạn Mạn nhận được đáp án. Song tiên nhập thần, Liễu Mạn Mạn gần từng chữ, bọn cháu tận mắt chứng kiến. Trán Liễu quản phảng phất như sấm sét chợt nổi lên. Kỹ năng vẽ, song tiên nhập thần, trong truyền thuyết. Vậy mà thật sự tồn tại. Liễu quản hai tay mơ hồ có chút run rẩy cầm lấy bức phượng cầu hoàng này, cái này thuộc về tác phẩm truyền thế. Tác phẩm truyền thế, khi Liễu quản đánh giá bức, phượng cầu hoàng, nảy tàng lên cấp độ này. Liễu Thiên Thiên cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tác phẩm có thể truyền thế, đó là tinh anh trong danh thủ quốc gia thỏa đáng, mới có thể vẽ ra. Trình độ thi họa của tên Sở Trần kia, dĩ nhiên cao như vậy. Liễu Mạn Mạn ngược lại tương đối chấn định, theo cô thấy, bức phượng cầu hoàng, ngắn ngủi 10 phút này sở dĩ có thể được quản thúc đánh giá là tác phẩm truyền thế, trong đó còn có một nguyên nhân quan trọng, là kỹ năng vẽ song tiên nhập thần, thất truyền, tái hiện nhân gian. Liễu quản cảm xúc kích động, tựa như nhìn thấy chân bảo hiểm cỏ, đối với bức họa này yêu thích không buông tay. Một lát sau, Liễu quản cẩn thận đặt bức họa xuống, bức họa này, là từ bút tích của ai? Liễu quản thật đúng là không tin, sẽ là một người trẻ tuổi. Quản thúc mấy ngày nay hẳn cũng đã nghe qua cái tên này. Liễu Mạn Mạn nói, Nam Quyền Chi Sư, Sở Trần. Là hắn, Liễu quản thần sắc kinh ngạc vô cùng, chợt thần sắc phấn chấn. Khó trách sư phụ Sở Trần trở thành nữ thần Trung Quốc, kỹ năng vẽ, song thiên nhập thần, của Sở Trần, nhất định cũng là cô ấy truyền thụ. Chị em liếc nhau một cái, quản thúc tựa hồ chú ý đến sư phụ Sở Trần nhiều hơn một chút. Một, đàn ông, quản thúc, đóng khung bức họa này lại đi. Liễu Mạn Mạn nói, cháu đã mua bức tranh này từ Sở Trần, vào ngày sinh nhật của ông nội, tôi tặng bức tranh này đưa cho ông ấy. Vậy tuyệt đối sẽ là một món quà sinh nhật mà lão gia tử thích nhất. Không thể nghi ngờ. Liễu quản mở miệng, hai người chờ một chút, những công cụ này ta mang đến kiểu mẫu không đủ cao. Không xứng với bức, phượng cầu hoàng, này, ta lại đi một chuyến. Nói xong, Liễu quản trực tiếp xoay người rời đi. Liễu Thiên Thiên bất đắc dĩ vuốt ve trán chị, chúng ta lại phải chờ một giờ. Không có biện pháp, quản thúc đối đãi với tác phẩm thi họa. Chính là thái độ này, cũng trách chị, không có nói rõ với thúc ấy trước. Liễu Mạn Mạn cũng bất đắc dĩ buông tay. Sau khi Hạ Bác Dư Sở Trần trở về, quay đầu đi về nhà. Lúc xe sắp trở về Hạ gia, đột nhiên, mấy chiếc xe ven đường bật đèn, chặn đường Hạ Bác. Khuôn mặt Hạ Bác hơi biến ảo một chút, nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay. Hạ Bác ảm thầm nắm vỏ lăng, không dám trêu chọc Trần ca, muốn gieo rắc lửa giận cho ta sao. Hạ Bác nhìn trái nhìn phải, trong xe cũng không có vũ khí gì tiện tay, lúc này... Cửa xe đối phương mở ra, làm cho nội tâm Hạ Bác có chút yên ổn, cũng không có tay đấm lưng hùm vai gấu xuất hiện, mà là mấy thanh niên quen mắt, đều là phú nhị đại tối nay tham gia tụ hội. Chuẩn xác mà nói, là mấy người tham gia ăn chanh, trong đó có Lê Nhạc Kinh. Hạ Bác âm thầm phỏng chừng một chút, gần đây sau khi mình tích cực tập thể dục, tổ chất thân thể tảng lên không tê, đối mặt với mấy người này, cố gắng phản kháng một chút. Không đến mức bị đánh quá thảm, đối phương cũng chưa chắc có thế tốt hơn. Nghĩ tới đây, Hạ Bác chấn định không ít, dứt khoát cũng mở cửa xe, xuống xe. Kinh thiếu, trùng hợp như vậy. Đầu tiên Hạ Bác cười chủ động mở miệng. Chúng tôi đặc biệt chờ anh lâu như vậy, cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Lê Nhạc Kinh cười lạnh đi tới, không chút nào che giấu thái độ của mình, đi tới trước mặt Hạ Bác. Hạ Bác, chờ anh lâu như vậy, là vì cho anh một lời khuyên, bắt đầu từ giờ khắc này. Cùng Sở Trần xóa sạch quan hệ, nếu không, chúng tôi không thể bảo đảm, chúng tôi đối với Sở Trần triển khai một sổ hành động, có thể ảnh hưởng đến Hạ gia hay không.
Khuôn mặt Hạ Bắc khẽ biển, kinh thiếu, đây là ý gì? Nghe không hiểu sao, vậy thì tôi sẽ nói thẳng thắn hơn một chút. Lè Nhạc Kinh lạnh giọng nói, thứ nhất, dược phẩm Bắc Trần mà anh và Sở Trần hợp tác. Ngày mai chúng tôi phải nghe tin Hạ gia rút vốn lui đi. Thứ hai, anh ở nơi công cộng, mắng Sở Trần vài câu. Thẳng thắn mắng, Hạ gia tự nhiên cũng bình an vô sự. Thứ ba, sau khi làm tốt hai chuyện trên, lại NSLN ký, Sở Trần đắc tội chúng tôi. Sẽ là kết cục gì? Dứt lời, Lê Nhạc Kinh không để ý tới phản ứng của Hạ Bắc, anh chỉ có một đêm suy nghĩ. Sau khi lên xe, Lê Nhạc Kinh cười tủm tỉm nhìn Hạ Bắc, nếu cha anh và Sở Trần đồng thời rơi xuống nước, anh sẽ lựa chọn cứu ai? Một số chiếc xe thể thao rời đi, Hạ Bắc đứng sừng sững tại chỗ, nắm tay nắm chặt. Hắn không nghĩ tới, những người này dĩ nhiên lấy Hạ gia uy hiếp hắn. Chỉ cần không cùng Sở Trần xóa sạch quan hệ, liền trả thù Hạ gia. Khuôn mặt Hạ Bắc biển ảo không ngừng, thản hình khẽ rung động, một lát sau, mắng to một tiếng, mạnh một cước đá vào cửa xe của Minh, mẹ nó, học sinh thiếu học mới làm đề lựa chọn. Lúc này đã là rạng sáng, lúc Hạ Bắc về đến nhà. Người Hạ gia đã sớm nghỉ ngơi. Hạ Bắc nằm trên giường, lăn qua lộn lại, nội tâm phiền não, mãi cho đến khi trời sắp sáng, mới dần dần ngủ say. Bụp bụp bụp, cửa phòng dồn dập vang lên. Hạ Bắc mở mắt ra, mở cửa ra, còn có một chút buồn ngủ, anh hai. Cậu vẫn còn có tâm trạng để ngủ. Hạ Cao Sách lạnh lùng nhìn Hạ Bắc một cái, cha đang ở thư phòng chờ cậu. Hạ Bắc lập tức tỉnh, còn chưa kịp hỏi. Hạ Cao Sách đã xoay người rời đi. Hạ Bắc lập tức trở về phòng, cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, ấn một cái, đã sớm hết pin tắt máy. Chẳng lẽ là bọn họ động thủ? Thần sắc Hạ Bắc âm trầm, sau khi cắm sạc điện thoại, động tác nhanh chóng rửa mặt, chợt đi về phía thư phòng của cha. Đã là 10 giờ sáng, Hạ Bắc gõ cửa vào thư phòng, không khí trong thư phòng có chút lạnh như bảng. Hai ánh mắt dừng trên người Hạ Bắc, cha Hạ Vọng Giang cùng anh hai Hạ Cao Sách, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Hạ Cao Sách lạnh lùng nói, một cước này của cậu ngủ thật an ổn. Anh hai, xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Bắc hỏi. Hạ Cao Sách đứng lên, trong lòng cậu tự biết. Hạ Bắc nhướng mày, anh hai từ trước đến nay đều nhìn hắn không vừa mặt. Hạ Bắc đã sớm thành thói quen, Hạ Bắc đầu mắt nhìn về phía cha Hạ Vọng Giang. Hạ Vọng Giang trầm giọng nói, sáng nay, có mấy khách hàng lớn của Hạ gia liên tục gọi điện thoại tới, nói Tam thiếu gia Hạ gia con, không coi ai ra gì. Tại buổi tụ hội thương rời tối hôm qua, giải náo hiện trường, đắc tội không ít người, bọn họ đều nhận được tin đồn, nói có người bời vì chuyện này. Đối với Hạ gia bận mãn, hy vọng Tam thiếu gia Hạ gia cho mọi người một câu trả lời. Khuôn mặt Hạ Bắc thay đổi. Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Cao Sách giận dữ nói, cậu có biết cái giới kia có ý nghĩa gì không? Trêu chọc bọn họ, Hạ gia chúng ta ở Dương Thành sắp gặp phải cục diện gì, cậu không rõ sao? Hạ Bắc bình ổn tàm tư của Minh, chậm rãi mở miệng nói, tụ hội tối qua. Em và Trần ca cùng đi, tại tụ hội. Trần ca lần lượt cùng La Vân Dương cùng Bạch Mộ tỷ thí vẽ tranh và đánh giàn, Sở Trần dám so cầm kỳ thi họa với bọn họ. Hạ Cao Sách nhíu mày, vậy chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Chẳng lẽ là bởi vì Sở Trần thua, cậu liền đại náo? Sở Trần thắng, Hạ Bắc trả lời, Hạ Vọng Giang cũng không khỏi mở to hai mắt, Sở Trần thắng. Làm sao có thể, Hạ Cao Sách thốt lên, mọi người ở đó đều tận mặt nhìn thấy, hơn nửa. Nguyên nhân của sự tình chính là La Vân Long khơi mào. Hạ Bắc nhanh chóng nói một lần chuyện xảy ra tối hôm qua, sau đó nối ra những lời uy hiếp trước khi Minh về nhà bị Lê Nhạc Kinh ngăn lại. Người thua không chịu nôi, là bọn họ. Hạ Bắc nghiến răng nghiến lợi. Thần sắc Hạ Vọng Giang trầm xuống. Đây là giận cá chém thất trả thù. Hạ gia nếu muốn chỉ lo thân Minh, nhất định Hạ Bắc phải quyết định thật nhanh, lựa chọn. Thực tế, đây làm sao không phải là một loại nhục nhã đối với Hạ gia. Đổi với Hạ Bắc. Sáng sớm bọn họ phóng thích tín hiệu, rõ ràng là đang thúc giục cậu. Hạ Cao Sách nhìn Hạ Bắc, anh định làm gì? Hạ Bắc trầm giọng mở miệng, em không phủ nhận quyền thế của bọn họ ở Dương Thành, nhưng mà... Muốn em vì người không giữ mình, bỏ qua quan hệ với Trần ca. Em không làm được, vậy cậu liền trơ mắt nhìn Hạ gia bị chèn ép. Hạ Cao Sách quát, em sẽ nghĩ cách, Hạ Bắc lớn tiếng đáp lại. Hạ Cao Sách cực kỳ tức giận nở nụ cười, cậu nghĩ cách. Đừng nối với tôi, cậu có thể đủ sức mạnh đấu lực tay với cái giới đó. Tiểu Bắc, cậu ngàn vạn lần không nên bị một trận thắng nho nhỏ làm cho choáng váng đầu óc.
Bắc Trần khởi đầu tốt đẹp, chỉ có thể xem như là khởi đầu của con đường thương nghiệp của cậu, con đường phía sau, còn dài. Trần ca cùng Ninh gia quan hệ rất tổ, Hạ Bắc bình tĩnh nổi, còn nửa, quan hệ giữa Hoàng Phủ Hòa Ngọc và Trần ca rất thản thiết, nếu như có hai nhà này hỗ trợ mà nói, bọn họ tuyệt đối không dám không kiêng nể gì đối phó Hạ gia chúng ta. Hạ Vọng Giang trầm mặc một lát, NSLN Hạ Bắc, con đừng nhìn sự tình quá đơn giản, con cố biết hay không, một khi Ninh gia cùng gia tộc Hoàng Phủ can thiệp, mà đối phương còn cố ý chèn ép Hạ gia chúng ta, sẽ ở Dương Thành nhấc lên một hồi bão táp gì không? Trong khoảng thời gian này liên lụy đến lợi ích quá lớn, Ninh gia và Hoàng gia tộc phủ cùng Sở Trần quan hệ tốt hơn nữa, cũng chưa chắc sẽ đứng ở sau lưng Hạ gia. Để con thử đi, ánh mắt Hạ Bắc cùng Hạ Vọng Giang nhìn nhau, con thả răng chết trong bảo táp. Cũng không muốn hy sinh anh em mà qua loa sổng qua ngày. Hạ Vọng Giang trầm ngâm một lát, chuyện tối hôm qua, trọng điểm vẫn là Sở Trần, con cùng Sở Trần thương lượng một chút cũng tốt. Hạ Bắc gật đầu, xoay người vội vàng rời khỏi thư phòng. Cha, chuyện này không thể kéo dài được. Hạ Cao Sách nhìn không được nói. Con cũng chuẩn bị một chút. Hạ Vọng Giang hít sâu một hơi, Hạ gia phải chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận chiến cứng rắn. Đồng tử Hạ Cao Sách mở to. Hạ Vọng Giang cầm lấy một quyển sách, tùy tiện lật mấy trang, lập tức mở miệng nói. Con cảm thấy nếu bọn họ thật sự muốn giận cá chém thất Hạ gia, thật sự sẽ bởi vì thái độ của chúng ta mà thay đổi sao? Đây chẳng qua là hành động đùa giỡn của bọn họ khi đối phó Hạ gia mà thôi. Sau khi Hạ Bắc rời khỏi nhà, đi thẳng đến Thiền Thành. Hẳn vốn còn đang do dự có nên gọi điện thoại cho Sở Trần trước hay không, điện thoại của Sở Trần đớ gọi tới. Tôi đang ở Bắc Trần chờ cậu. Hạ Bắc cảm giác tựa như rót thuốc mạnh, tinh thần phấn chấn, lái xe thẳng đến tòa nhà Kim Bài. Tầng 21 của tòa nhà Kim Bài. Hạ Bắc đẩy cửa phòng làm việc ra. Sở Trần Tống Nhan cùng Hạ Ngôn Hoan đều ở đây, ở nhà bị mắng đến đổ cả máu rồi. Hạ Ngôn Hoan mở miệng, Hạ Bắc ngượng nở nụ cười một chút, lập tức nhìn về phía Sở Trần, Trần ca. Làm sao anh biết, cả thành đều là lời đồn, tôi coi như muốn không biết không cũng khó. Sở Trần nói, Bạch Mộ bọn họ giận cá chém thất với Hạ gia, chuyện này nguyên nhân là ở tôi, Tiêu Bắc, cậu chờ về nói cho cha cậu biết, chuyện tôi khơi mào, tôi giải quyết. Hạ Bắc không nghĩ tới. Mình còn chưa mở miệng, Sở Trần đã cho hắn một câu kết cục, anh giải quyết, vẻ mặt Hạ Bắc lo lắng, từ thái độ nói chuyện tối hỏng qua của bọn họ dường như cũng định xuống tay với Trần ca. Hạ Bắc nói ra chuyện đám người Lê Nhạc Kinh chặn hẳn. Có vẻ như tối qua tôi thực sự quá tử tế. Sở Trần ánh mắt lạnh lùng, lập tức nói, bọn họ đã xuống tay rồi, tôi vừa mới nhận được Bạch Mộ mời, 3 ngày sau, ở quảng trường phố cổ Dương Thành, giao lưu kỹ nàng đàn. Đồng tử Hạ Bắc đột nhiên co rụt lại, Trần ca đáp ứng rồi. Tôi chưa từng nghĩ cự tuyệt. Hạ Bắc giật mình, hắn NGST đến biểu hiện tối hôm qua Sở Trần, lúc này cũng nắm chặt nắm đấm, cùng tốt, Trần ca liền cho bọn họ một bài học. Tôi thực sự tò mò, tối qua cụ thể xảy ra chuyện gì? Tống Nhan nhìn không được mở miệng, Bạch gia là đệ nhất đánh đàn của tỉnh Quảng Đông, vô số đệ tử nghệ sĩ chơi đàn, cường giả như mây, bọn họ dám ở nơi công cộng bày ra lôi đài. Nhất định có lòng tin tất thẳng, Tiểu Bắc cậu hẳn là so với chúng tôi càng thêm rõ ràng thực lực của Bạch gia, cậu lại đối với Sở Trần có lòng tin như vậy. Hạ Bắc cười hắc hắc, tối qua, cầm họa, song tuyệt của thập công tử Thiên Nam đều bại trong tay Trần ca, hơn nữa còn thảm bại không chút hồi hộp nào. Hạ Bắc nhìn Sở Trần, phấn thanh nói, Trần ca, mặc kệ Hạ gia phải đối mặt cái gì, anh giáo huấn bọn họ thật tốt. Vừa rồi tôi cũng nhận được điện thoại của anh cả, Hạ gia lần này phải chuẩn bị một trận chiến cứng rắn. Hạ Ngôn Hoan cũng mở miệng. Hạ Bắc sửng sốt, không thể tin được. Hạ Ngôn Hoan vui vẻ, Tiểu Bắc, cháu quả không hiểu cha cháu, cháu chịu không nổi vũ nhục, sao ông ấy chịu được. Nắm đấm Hạ Bắc nắm chặt, ánh mắt kích động. Điện thoại của Sở Trần rung lên một chút, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. La gia khiêu chiến, xem ra, bọn họ đúng là có chuẩn bị. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, cầm kỳ thi hỏa. Mỗi bèn so một trận, đối phương tựa hồ còn sợ anh không dám ứng chiến, chuẩn bị không ít lợi thế. La Gia lấy ra một bức tranh cổ tuyệt bản của bậc thầy danh thủ quốc gia 200 năm trước, giá trị thị trường gần 10 triệu. Sở Trần mỉm cười, dụ dỗ lớn như vậy, tôi không đáp ứng còn không được. Tống Nhan cầm điện thoại của Sở Trần nhìn thoáng qua, thứ bọn họ lấy ra tích lũy, giá trị đại khái gần 100 triệu, chỉ vờ lờ để cho anh đáp ứng trận khiêu chiến này. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy bọn họ nắm chắc giành chiến thắng.
Trần ca, có nắm chắc không? Hạ Bác cũng theo bản năng lo lắng, toàn lực ứng phó, Sở Trần thần sắc thản nhiên, trong khiêu chiến của đối phương, trọng điểm còn chưa chỉ rõ đối thủ của Sở Trần cụ thể là ai, nói vậy lai lịch không nhỏ, muốn cho Sở Trần một kích chí mạng. Nhưng mà, Sở Trần vẫn là câu nói kia, anh không nghĩ tới mổn cự tuyệt. Đối phương giận cá chém thoát trả thù, cũng đang chọc giận Sở Trần. Điện thoại của Sở Trần vang lên, Tống Thu gọi điện thoại, anh rể, sao anh lại vượt giới gây chuyện? Tống Thu vừa mở miệng chính là dáng vẻ bát quái, lại nhảy không ngớt, trên mạng đều đã truyền ra, các nhà Dương Thành do Bạch Gia dẫn đầu, muốn cùng anh đấu một trận cầm kỳ thi họa, trời a, bọn họ chẳng lẽ không biết anh rể là một vỏ giả sao? Thư pháp thì anh rể tất nhiên là tốt, nhưng làm thế nào có thể so với chuyên nghiệp, tút tút tút. Sở Trần vội vàng cúp điện thoại, Tống Thu gọi điện thoại, cũng có nghĩa là, chuyện này đã hoàn toàn lên men. Bạch Gia dẫn đầu các nhà Dương Thành. Ở trên kênh của mình lan truyền tin tức này. Ba ngày sau, quảng trường phổ cổ, dựng lôi dài, so đấu cầm kỳ thi họa. Đây là một bữa tiệc để thúc đẩy văn hóa quốc gia của Trung Quốc. Cầm kỳ thi họa cùng giống như múa sư, đều là tinh hoa Trung Quốc mà chúng ta nên truyền thừa. Sở Trần thân là sư vương đời mới. Dám làm gương tốt, cùng Bạch Gia và đại diện thế gia truyền thừa cầm kỳ thi họa Dương Thành tiến hành một trận giao lưu. Thực sự là khó có được. Không nói nhiều. Điều quan trọng nói ba lần, mong đợi, mong đợi, mong đợi. Đề tài va chạm giữa võ thuật cổ và Nam Mỹ vừa mới chấm dứt, Sở Trần lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt tiêu đếm của mọi người. Sở Trần lại lên hot search, cư dân mạng, nhất Diệp Chi Thu, đảng bài, mong chờ màn biểu diễn vượt giới của quyền sư Sở Trần. Nhất thời dần tới không ít tiếng cười. Ha ha ha, nói quá chuẩn xác, quyền vương vượt giới a. Phú phu nghịch tập, chờ mong biểu hiện của Sở Trần. Tôi hoài nghi đây là Sở Trần đã đại diện cho mấy nhà cầm kỳ thi họa ở Dương Thành, đây là một quảng cáo. Tất nhiên, không thể tránh khỏi sự xuất hiện của âm thanh bất hòa. Cỏ cư dân mạng tự xưng là, chân tương đế, nói, nối cho mọi người một chân tướng, thực tế, là bởi vì Sở Trần đánh bại Bạch Mộ cùng La Vân Dương, cho nên, đối phương trả thù Sở Trần, mới có một trận giao lưu này, mọi người thật sự cho rằng chỉ là thuần túy giao lưu sao? Đây là một vụ va chạm trải rộng mùi thuốc súng. Bên dưới bài viết trả lời rõ ràng, chủ sở hữu SB. Bên trong một biệt thự nào đó, Lê Nhạc Kinh suýt nửa một ngụm máu tươi phun ra, ngực kịch liệt phập phồng, tức giận. Phi, ngu ngốc, rốt nát, Lê Nhạc Kinh một quyền đập vào máy tính. Dương Thành, một nhà hàng cao cấp. Bạch Mộ và La Vân Dương là đối thủ cạnh tranh, hai người đều muốn theo đuổi Liễu Mạn Mạn, nhưng hiện tại, bọn họ lại là chiến hữu, bởi VL có kẻ địch chung. Chỉ mất nửa ngày, chúng ta đã đạt được kết quả mong muốn. La Vân Dương cười nâng chén, thủ đoạn của Mộ thiếu, tôi phục. Bạch Mộ mỉm cười, thần sắc yêu nhã lạnh nhạt, nâng chén chạm vào, chỉ là khẽ động nghiêu đao mà thỏi. Dù sao, thực lực mấy nhà chúng ta liên hợp lại, đổi mặt với bất kỳ thế lực gia tộc nào ở Dương Thành, đều dám đấu lực tay, chỉ là một Sở Trần, lại tính là cái gì, bất kể là dư luận bức bách hay là bị phần thường dụ dỗ cũng tốt, tóm lại. Hẳn đã đáp ứng. Sở Trần đã chính thức trả lời bọn họ. Ba ngày sau, đành một trận, Sở Trần chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra đối thủ của mình đáng sợ cỡ nào. La Vân Dương nói, mấy ngày nay tôi muốn tiếp tục tạo thế, đắp nặn hình tượng Sở Trần không ai bi nổi, lại đế cho hắn hung hãng rơi xuống thần đàn. Tiếp theo, chúng ta còn việc quan trọng phải làm. Bạch Mộ nói, Hạ Gia chậm chạp không tỏ thái độ. Chúng ta cũng không cần phải chờ đợi, liên hợp sức mạnh của mấy nhà. Toàn phương diện chèn ép Hạ Gia. La Vân Dương thần sắc đột nhiên hưng phấn, coi như là món khai vị trước khi chính thức bắt đầu bữa ăn chính đi. Buổi chiều, không đợi Tống Nhan tan làm, Sở Trần đã rời khỏi tòa nhà Kim Bài trước. Anh nhận được điện thoại của nhị thúc Sở Khai Binh. Vừa lúc, Sở Trần cũng có chuyện muốn cùng Sở Khai Binh nối chuyện. Hai người hẹn gặp mặt, Sở Trần lập tức bắt taxi qua. Bên cạnh hồ nước, lưng tựa vào núi xanh, Sở Khai Binh đang câu cá. Nhị thúc, Sở Trần đi qua, Sở Khai Binh chỉ vào vị trí bên cạnh, đây là chuẩn bị cho cháu. Nhị thúc muốn phát triển mình thành bạn cáu cá sao? Sở Trần ngồi xuống, yên lặng chờ một lát sau, cần câu trước mặt Sở Khai Binh không có phản ứng. Sở Trần ngược lại cào được một con cá lớn, có lòng cáu cá cá không đến, vô tình cắm liễu liễu lại xanh a. Sở Trần đắc ý nở nụ cười, cháu đúng là vô tình cắm liễu. Sở Khai Binh nhìn Sở Trần. Cháu còn nhớ rõ ta đã nói với cháu, ta mời cháu gia nhập Thiên Võng Điện,
có nhiệm vụ giao cho cháu không? Sở Trần giương cá trong tay một chút, cáu cá. Sở Khai Bình khóe miệng khẽ giật giật, nhiệm vụ của cháu là tìm một bức tranh cổ. Đồng tử Sở Trần co rụt lại, NSLN Sở Khai Bình, khuôn mặt có chút quái dị. Sở Khai Bình không chú ý tới biểu tình của Sở Trần, tiếp tục nói, bức tranh cổ này gọi là Thiên Cơ Huyền Đồ. Một trong 10 bức tranh cổ của Trung Quốc trong truyền thuyết, một tháng trước, nó xuất hiện ở thị trường cổ Kinh Thành, nhưng mà, cũng dẫn phát một vụ án giết người. Ngay sau đó, Sở Khai Bình nói chuyện với Sở Trần, cùng Liễu Mạn Mạn và Sở Trần giải thích gần giống nhau, nhưng, Sở Khai Bình đối với toàn bộ vụ án miêu tả chi tiết càng thêm rõ ràng, ví dụ như, Sở Khai Bình nói rõ cho Sở Trần, hung thủ mưu hại một nhà hoàng chí ca, là băng nhóm gây án, còn có một điểm chính là, bảng nhóm gây án này đã lẻn vào lãnh thổ tỉnh Quảng Đông, hầu như tất cả manh mối đều chi vào, Thiên Cơ Huyền Đồ, sẽ xuất hiện ở Dương Thành. Mấy ngày nay chuyện giữa cháu và phái đoàn Nam Mỹ ồn ào huyên náo. Ta dự định chờ sự tình hoàn toàn bình ổn, lại nói cho cháu biết nhiệm vụ của mình, không nghĩ tới, cháu ngược lại tiếp xúc với giới đồ cổ Dương Thành trước. Sở Khai Bình nói, tối hôm qua cháu đi tụ hội kia ta cũng nghe nói, cái giới kia, vốn ta đã tính toán để cho cháu nghĩ cách đi vào, cháu đoán là cháu không thể đi vào. Sở Trần buông tay, hiện tại cùng bọn họ nước lửa bất dung. Sở Khai Bình liếc anh một cái, có lúc ta cảm thấy, có một số ngôi sao hạng hai ở Dương Thành nhiệt độ cũng không bằng ngươi, cứ tiếp tục như vậy, ta phỏng chừng hai đại thần đánh tới Dương Thành hẳn là đã đếm ngược thời gian tiến vào rồi. Sở Trần bất đắc dĩ, cháu muốn khiêm tốn, nhưng đối thủ không cho phép, ngươi khống dung nhập được cái giới này cũng không sao, dù sao cũng đã cùng bọn họ giao tiếp. Sở Khai Bình nói, ngươi phải mật thiết để ý tất cả tin tức về Thiên Cơ Huyền Đồ. Sở Trần gật đầu, trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì đó, thần sắc có chút mất tự nhiên. Làm sao vậy, lần này Sở Khai Bình chú ý tới. Không có gì, Sở Trần lắc đầu, chính mình hình như đáp ứng Liễu Thiên Thiên, nếu như tìm được Thiên Cơ Huyền Đồ, liền giao cho cô ấy. Không nghĩ tới, nhiệm vụ nhị thúc cho mình, cũng là thiên gạch dưới ích. Ngộ nhớ Thiên Cơ Huyền Đồ thật sự rơi vào trong tay Minh Thi làm sao bây giờ? Cháu chưa từng thấy qua Thiên Cơ Huyền Đồ, bên trong vẽ cái gì? Sở Trần hỏi, về tư liệu của Thiên Cơ Huyền Đồ, lát nửa ta sẽ gửi đến điện thoại của ngươi. Sở Khai Bình khoát tay áo, ta thấy ngươi cũng không phải nhân tài câu cá, trở về đi. Cháu vẫn còn cỏ chuyện. Sở Trần nói, tối hôm qua lúc cháu cùng bọn họ xảy ra xung đột, Hạ Bắc vừa vặn ở bên cạnh cháu, cho nên, bọn họ cũng muốn đối với Hạ gia triển khai trả thù. Sở Trần ngữ khí bình tĩnh nghiêm túc, cháu muốn bảo vệ Hạ gia. Sở Khai Bình nhìn Sở Trần một cái, nửa hồi, gật đầu, không thành vấn đề. Bọn họ không dám động Hạ gia. Sau khi được Sở Khai Bình bảo đảm, khuôn mặt Sở Trần cũng toát ra nụ cười, cảm ơn nhị thúc. Sở Trần xoay người đi. Sở Khai Bình cũng lấy điện thoại ra, tùy ý gọi vài cuộc điện thoại. Nhà hàng cao cấp, Bạch Mộ và La Vân Dương nói chuyện rất vui vẻ. Thậm chí có loại cảm giác gặp nhau muộn, trước kia hai bên là đối thủ cạnh tranh, không có tiếp xúc trực tiếp, cũng không biết đối phương hợp tinh nết của mình như vậy. Mộ ca, tôi nhường Mạn Mạn cho anh, phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ vẽ tranh của tôi. La Vân Dương uống có chút say, cùng Bạch Mộ cũng xưng anh gọi em. Bạch Mộ cười. Không có tiếp lời La Vân Dương, NSLN thoáng qua thời gian, Hạ gia hiện tại, hẳn là bắt đầu đau đầu đi. La Vân Dương cũng là ánh mắt sáng lên, say rượu đều biển mềm một chút, cầm lấy điện thoại di động đặt trên mặt bàn, tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Điện thoại di động của La Vân Dương vừa cầm lên, lại có điện thoại gọi tới. Cha tôi tìm tôi, La Vân Dương giật mình, lập tức kết nổi, tươi cười đẩy mặt, cha, người đứa làm chuyện tổ gì, đầu dây bên kia, một trận mắng chửi. Cuối cùng nói cho người biết, dừng ngay tất cả chèn ép Hạ gia, không cần hỏi vì sao, lập tức. Lập tức, La Vân Dương choáng váng. Bạch Mộ cũng nhận điện thoại. Gia chủ, Bạch gia cũng là cha của Bạch Mộ. Nội dung gần như giống hệt nhau. Không được động Hạ gia. Bạch Mộ thần sặc trầm thấp xuống. Mộ ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Vân Dương nhíu mày hỏi, không phải là một Hạ gia. Bạch Mộ hít sâu một hơi, có người bảo vệ Hạ gia. La Vân Dương trong nháy mắt tỉnh rượu, cảm giác chén rượu trong tay cũng nặng nề không ít, thật lâu sau, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Có người bảo vệ Hạ gia, có thể làm cho gia chủ hai nhà Bạch gia cùng La gia đồng thời chấn động, gọi điện thoại tới, điều đó có nghĩa là, muốn bảo vệ Hạ gia. Là lực lượng cùng bọn họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
cho dù là Ninh gia nhúng tay, cũng không đến mức. La Vân Dương ngữ khí chua xót, vốn tưởng rằng Hạ gia là một quả hồng mềm mại, lại không nghĩ tới, đây tựa hồ là một tổ ong. Chúng ta mấy nhà liên hợp lại, còn cần quá mức kiêng kỵ Ninh gia sao? Ánh mắt Bạch Mộ ngưng trọng lên, điều này có nghĩa là, muốn bảo vệ Hạ gia, là người phía chôn. Bạch Mộ không nói cụ thể, nhưng mà, La Vân Dương cũng hiểu. Hạ gia sao lại có bối cảnh như vậy, La Vân Dương bất đắc dĩ. Lập tức dừng tất cả động tác nhằm vào Hạ gia. Hạ gia, không thể động đậy. Bạch Mộ đứng lên, may mắn là, đối phương muốn bảo vệ chỉ là Hạ gia, cũng không có ý nhắc tới Sở Trần, chúng ta tập trung sức mạnh, đối phó Sở Trần. La Vân Dương gật gật đầu, giờ phút này đã là lúc hoàng hôn. Hạ gia, đại sảnh hội nghị, một đám chú ruột Hạ gia tâm sự nặng nề, như làm đại địch, đối phương hùng hổ, trận chiến này, chúng ta không thể còn chưa bắt đầu liền nộp vũ khí đầu hàng. Hạ Vọng Giang nhìn xung quanh mọi người một cái, trầm giọng nói, tối nay triệu tập mọi người cùng một chỗ. Chính là chỉnh hợp lực lượng hiện có của gia tộc, lập ra một phương án, chuẩn bị tốt đánh một hồi cứng chiến. Vọng Giang A, chênh lệch giữa hai bên, cách cáu xa. Một người chú ruột thở dài một hơi, nếu như đối phương quyết tâm muốn chèn ép Hạ gia chúng ta, lần này, chỉ sợ chúng ta phải bay lên ngả nhào. Sao vô duyên vô cớ, trêu chọc thù hận lớn như vậy? Chuyện này không có đường sổng vẹn toàn sao? Mọi người thở dài, nhao nhao lắc đầu. Cha, con nói thật, cha quá cưng chiều Tiêu Bắc. Hạ Cao Sách nói, nó gây ra tai họa lớn như vậy, còn biến mất cả ngày, chỉ sợ nó căn bản không ý thức được cục diện gian nan tiếp theo Hạ gia chúng ta phải đối mặt là như thế nào. Vừa dứt lời, trước cửa đại sảnh hội nghị, một bóng người xuất hiện, chính là Hạ Bắc. Tiểu Bắc đỡ trở về rồi à? Cậu mau nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói đầu đuôi toàn bộ sự tình trải qua, chúng ta đến thảo luận còn có thể cứu vớt một chút hay không? Cậu còn biết trở về? Hạ Cao Sách lạnh lùng. Hạ Bắc trần chờ một chút, đi về phía Hạ Vọng Giang, cha, Trần ca nói, chuyện này, anh ấy giải quyết. Cục diện trước mắt Hạ gia chính là bị Sở Trần liên lụy, hắn giải quyết như thế nào? Hạ Cao Sách cười lạnh, dựa vào dược phẩm Bắc Trần. Hay là dựa vào thực lực của Tống gia? Đừng trách tôi nói quá thẳng thắn, coi như là Ninh gia ra tay, cũng chưa chắc có thế dễ dàng giải quyết cục diện hiện tại Hạ gia gặp phải. Những người còn lại cũng nói, Sở Trần thật sự cho rằng, bằng vào một đôi nắm đấm nổi danh Dương Thành, người khác phải cho hẳn vài phần thể diện sao? Thật ngây thơ, nếu hắn có thể giải quyết vấn đề này, tôi sẽ đừng chổng ngược ăn phản. Lần này thật sự bị Sở Trần liên lụy không nhẹ. Hạ Bắc cau mày, lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hạ Bắc đột nhiên vang lên. Mọi người theo bản năng im lặng nhìn về phía Hạ Bắc. Ánh mặt Hạ Vọng Giang cũng mang theo hỏi dò. Hạ Bắc nhìn thoáng qua, là một chuỗi sổ cuộc gọi lạ. Điện thoại được kết nối. Hạ Bắc nghe thấy một thanh âm không xa lạ, thần sắc nhẹ nhàng, Lô Nhạc Kinh. Mọi người càng không chớp mắt nhìn Hạ Bắc, trong mắt Hạ Bắc đột nhiên mở to, một lúc lâu sau, tựa hồ ngây người một chút, cuối cùng cúp điện thoại. Đối phương đưa ra tối hậu thư, Hạ Cao Sách hỏi, Hạ Bắc lắc đầu, hắn nói, đây là một sự hiểu lầm, bọn họ chưa từng nghĩ tới muốn động đến Hạ gia. Nghe vậy, Hạ Cao Sách ngấn ra, chợt tức giận quát, đã là lúc nào rồi, cậu còn nổi lung tung. Hạ Bắc nhíu mày, đây là nguyên văn lời của Lê Nhạc Kình. Cậu, Hạ Cao Sách đang muốn mắng to. Chuông điện thoại của hắn cũng vang lên, sau khi nhìn thoáng qua, thần sắc Hạ Cao Sách càng trầm thấp, người gọi tới là một đại lý dược phẩm ở Dương Thành. Hạ Cao Sách vốn phụ trách hợp tác một dự án với hắn, ngay khi dự án sắp đàm phán xong, hôm nay đối phương gọi điện thoại nói ra chút biến cổ, chấm dứt hợp tác, Hạ Cao Sách đương nhiên hiểu dược, là có người giở trò sau lưng. Nhưng hắn không thể làm gì được, ai bảo Hạ Bắc gảy ra họa lớn như vậy. Hiện tại điện thoại này lại vang lên, Hạ Cao Sách hoàn toàn có thể nghĩ được, chỉ sợ đối phương muốn dẫm xuống một cước cuối cùng. Hạ Cao Sách không nghe máy, nhưng mà, lúc này, trong dại sảnh, tiếng chuông điện thoại di rộng của không ít người cơ hồ đồng thời vang lên. Cái gì eo, không phải chứ, thật sao, tốt quá rồi, các chú ruột Hạ gia đều kích động, dự án tôi phụ trách. Đối tác và Bạch gia là quan hệ họ hàng, hôm nay vốn đã chấm dứt hợp tác, hiện tại cư nhiên chủ động gọi điện thoại nói bắt đầu hợp tác lại, hơn nữa bồi thường tổn thất cho chúng ta. Tôi cũng vậy, cảm giác giống như một trận sấm chớp rền vang phô thiên cái địa, đột nhiên sau cơn mưa trời lại sáng. Hạ Cao Sách ngáy ngắn cả người, tiếng chuông điện thoại của hắn vẫn vang lên, mạnh mẽ kết nối. Quả nhiên, cũng là kết quả tương tự,
bắt đầu hợp tác lại. Dự án tiếp tục, một khắc trước Hạ Gia phảng phất như một thành bị cô lập bởi hàng ngàn quân bao vây, mà giờ khắc này, quân địch như thủy triều rút đi. Hạ Gia, an toàn rồi. Hạ Vọng Giang đầu tiên là phục hồi tinh thần lại, sau đó lập tức xác nhận nhiều phương diện, cuối cùng đưa ra kết luận, Hạ Gia chẳng những bình an vô sự, còn bởi vì một bước ngoặt quỷ dị như vậy, làm cho không ít người càng thêm chú ý đến Hạ Gia. Rất nhiều người đều muốn biết, trong thời gian ngắn như vậy, Hạ Gia cải tử hồi sinh như thế nào. Ánh mắt mọi người rất nhanh đều lần lượt rơi vào trên người Hạ Bắc. Hạ Bắc nở nụ cười, trong ngực một ngụm trọc khí cũng phóng thích, tôi nói rồi, Trần ca có thể giải quyết vấn đề này. Hạ Bắc nhìn xung quanh mọi người ở đây, hắn muốn tìm ra, người vừa rồi nói muốn biểu diễn đứng trỏng ngược ản phân. Không ai thừa nhận điều, hưởng gió thay đổi ngay lập tức, Sở Trần quả nhiên sâu không lường được a. Tiểu Bắc có một người bạn tốt, tôi có một đề nghị, việc kinh doanh của gia tộc, cũng nên để cho Tiểu Bắc nhúng tay nhiều hơn, chỉ là một dược phẩm Bắc Trần, không đủ để phát huy ra thiên phú của Tiểu Bắc. Địa vị của Hạ Bắc ở Hạ Gia lại một lần nữa tảng vọt. Nguy hiểm và cơ hội chắc chắn là cùng tồn tại. Hạ Vọng Giang trầm giọng nói, đối với Hạ Gia mà nói, hiện tại là thời cơ tốt tìm kiếm đột phá, tất cả mọi người đều phải hành động. Hạ Vọng Giang ngửi được cơ hội quật khởi của Hạ Gia. Đồng thời, Hạ Vọng Giang cũng nhìn không được cảm thán một tiếng, thật không nghĩ tới, Sở Trần dĩ nhiên có năng lực lớn như vậy. Hạ Cao Sách cắn ràng, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Hạ Bắc. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Cao Sách lần đầu tiên có loại cảm giác bị Hạ Bắc cô ấp đi danh tiếng. Dù sao, cho tới nay, Hạ Bắc đều là tam thiêu gia phế vật của Hạ Gia. Rèn sắt vẫn cần phải tự cứng. Hạ Cao Sách nói một câu, ngộ nhớ có một ngày Sở Trần không giúp cậu nữa. Cậu dựa vào bản lĩnh của mình, có thể gây tiếng vang lớn không? Hạ Bắc gật gật đầu, anh hai nhắc nhở đúng, em sẽ cố gắng. Hạ Bắc mặt mày hớn hở, hắn càng ngày càng thích cảm giác này. Tâm tính người không có ước mơ trước kia đã hoàn toàn thay đổi, giờ khắc này Hạ Bắc, cả người đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Tối hôm qua tận mắt chứng kiến hai vị thập công tử Thiên Nam thất bại, trong lòng Hạ Bắc càng thêm tự tin, thì ra thập công tử Thiên Nam cũng chỉ như thế. Mình chắc không thể thay thế vị trí của bọn họ trong tương lai. Em chắc chắn sẽ cố gắng gấp bội. Ánh mắt Hạ Bắc kiên định. Khuôn mặt Hạ Vọng Giang cũng hiện lên vẻ vui mừng. Nguy cơ Hạ Gia đột nhiên đến, cũng đi nhanh chóng. Chỉ có một vài người đặc biệt thân thiết với Hạ Gia mới biết được. Một đám âm thầm khiếp sợ thực lực ẩn giấu của Hạ Gia. Theo bọn họ thấy, thao tác này của Hạ Gia, quả thực chính là tạo nên một hồi thần thoại cải tử hồi sinh. Bọn họ đều cho rằng lần này Hạ Gia không chết cũng bị trọng thương. Kết quả, Hạ Gia hời hợt hóa giải nguy cơ. Không ai biết cụ thể là nguyên nhân gì, cho nên càng nhìn Hạ Gia, lại càng cảm thấy thần bí khó lường. Điều này mang đến không ít lợi ích cho sự phát triển của Hạ Gia ở Dương Thành. Bóng đêm bao phủ, một biệt thự ở Dương Thành, trang viên Liễu Gia. Trong phòng, Liễu Thiên Thiên mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh như tơ, nằm sấp trên giường phác họa dáng người uyển chuyển, điện thoại di động không ngừng làm mới trang web. Em đã xem điện thoại di động cả ngày rồi. Lúc này Liễu Mạn Mạn cũng đi vào, áo ngủ của cô và Liễu Thiên Thiên là cùng một kia yêu, khác nhau chính là, Liễu Thiên Thiên là màu tím, mà Liễu Mạn Mạn là màu đen. Quá náo nhiệt, Liễu Thiên Thiên cười hi hi ngồi dậy, ở trong phòng của Minh, cô đối với quần áo của Minh tương đối tùy ý, cúc áo đều tùy tiện cải lấy một cái. Lúc thức dậy, vai mềm nhũn nửa lộ, chị xem đề tài này, Sở Trần trở thành quyền vương vượt giới, hot sớt ở địa phương. Hiện tại cả thành phố đều đang bàn tán sôi nổi 3 ngày sau một trận va chạm cầm kỳ thi họa. Rất nhiều người đều cho rằng đây là cuộc giao lưu hữu nghị giữa Bạch Gia và các gia tộc cùng Sở Trần. Không biết, đây là một trận trả thù, ngược lại có một người tự xưng là chân tướng đế, nói. Nhưng trong nháy mắt bị bao phủ bởi các câu trả lời thống nhất của cư dân mạng, Liễu Mạn Mạn liếc cô một cái từ sáng đến tối, em không có chuyện gì chính đáng. Ai nói em không có? Liễu Thiên Thiên nghiêm túc nói chị. Em đang nghiên cứu một loại độc, gọi là tình hoa độc, một khi trúng loại độc này, sẽ kích phát ra tình dục sâu trong nội tâm, do đó một phát không thể vãn hồi, mấu chốt nhất chính là, em nghiên cứu tình hoa độc, không mùi không vị, vô hình vô giác, Liễu Mạn Mạn. Em nghiên cứu tình hoa độc để làm gì? Liễu Thiên Thiên chính mình cũng giật mình, dù sao cũng là đột nhiên, muốn nghiên cứu tình hoa độc. Đúng rồi, em nghe một vài tin đồn, Hạ Gia tựa hồ gặp phải chút phiền toái. Liễu Thiên Thiên chuyển đề tài. Liễu Mạn Mạn gật đầu, chỉ biết, bởi vì chuyện của Sở Trần, Hạ Gia bị giận chó đánh mèo trả thù,
dù sao Hạ Bắc cũng là chị sắp xếp đến tham gia buổi tiệc tối hôm qua, chị vốn định dùng sức mạnh của Liễu gia để giúp Hạ gia đối phó, không nghĩ tới, hoàn toàn không cần thiết. Liễu Thiên Thiên kinh hãi, Hạ gia đã diệt vong. Liễu Mạn Mạn trợn trắng mắt, nguyên nhân cụ thể chị cũng không biết, nhưng tất cả các hành động trả thù của họ chống lại Hạ gia đều dừng lại rồi. Tại sao? Liễu Thiên Thiên không thể tin được, có người đang giúp Hạ gia. Nàng lực còn không nhỏ. Liễu Mạn Mạn nói, Hạ gia tuyệt đối không có thực lực này. Có thể hay không là Sở Trần, Liễu Thiên Thiên trong lúc bật chợt này ra một ý nghĩ, chị, Sở Trần tên này sâu không lường được, em có nên cho hắn nếm thử mùi vị tỉnh hoa độc hay không, buộc hắn khai báo lá bài tẩy của mình đi ra, như vậy chúng ta liền biết rõ rồi. Liễu Mạn Mạn không tiện bĩu môi, em cẩn thận lôi chính mình xuống. Liễu Thiên Thiên cười hì hì. Liễu Mạn Mạn sau đó nói, nếu em muốn tiếp xúc với Sở Trần, ngày mai cùng quản thúc đi một chuyến, quản thúc nói, ngày mai muốn đi thảm hỏi Sở Trần. Ánh mắt Liễu Thiên Thiên khẽ sáng lên, vậy chị thi sao? Chị có đi không? Thiên Cơ Huyền Đồ có tin tức rồi, ngày mai chị phải tự mình đi qua xem một chút. Liễu Mạn Mạn nói, em đi cùng quản thúc, nhớ rõ thành thật một chút, Sở Trần ngay cả võ đạo tông sư cũng có thể đánh bại, chỉ bằng chút độc chiêu này của em, đừng khoe khoang trước mặt Sở Trần. Liễu Thiên Thiên nói thầm, tình hoa độc của em ngay cả võ đạo tông sư cũng có thể đánh ngã, em nói cái gì? Khụ, em nói, ngày mai em sẽ mạo danh chị một chút. Liễu Thiên Thiên hì hì cười nói, Sở Trần tèn kia luôn miệng nói một cái là có thể phân biệt ra chúng ta, ngày mai em sẽ làm cho hắn mất mặt. Liễu Mạn Mạn bất đắc dĩ, liếc Liễu Thiên Thiên, cô cảm giác Liễu Thiên Thiên giống như đang đùa với lửa, Liễu Mạn Mạn cũng không nói nhiều, về phòng nghỉ ngơi. Liễu Thiên Thiên nằm sấp trên giường, hai chân trắng nõn đang đung đưa, vỗ vào ga giường màu hồng nhạt, lẩm bẩm, Sở Trần có thể chịu nổi tình hoa độc hay không? Dương Thành một đêm nay, gió nổi mây bay, cả thành phố bàn luận sôi nổi một màn biểu diễn vượt giới mà Sở Trần sắp tiến hành, mà một vài người có tâm tư khác, thì đang lưu ý Thiên Cơ Huyền Đồ đi đấu. Tất cả các loại tin đồn bay trên bầu trời, Cục Đặc Chiến Trung Quốc, cũng nhận được nhiệm vụ tìm kiếm Thiên Cơ Huyền Đồ. Quầy 321, phòng làm việc trên tầng cao nhất. 10 bức tranh cổ của Trung Quốc, hiện nay còn tồn tại trên thế giới, rõ ràng đã được người ta chứng thực, chỉ có môn bức, hiện tại đều được lưu trữ trong bảo tàng cố cung. Tư Đồ Tĩnh vừa gõ máy tính, vừa mở miệng nói, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện bức thứ 3, Thiên Cơ Huyền Đồ. Giang Ánh Đào một thân sườn xám bó sát, dáng người lồi lõm làm cho người ta mơ màng, một đôi mắt hoa đào câu hồn nhiếp phách, ngồi trên sofa, tra cứu tư liệu, đừng rong dài nữa. Chúng ta phải xông lên trước hai tổ kia, tìm được manh mối Thiên Cơ Huyền Đồ, lần này là cấp trên kiểm tra đánh giá tổ 9 chúng ta, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cuối năm nói không chừng có cơ hội tiếp xúc với nhiệm vụ cấp cao hơn. Chị Đào yên tâm, số liệu đang được phân tích, Tư Đồ Tĩnh mỉm cười, tổ điều tra 9 chúng ta nhất định có thể đứng đầu, đến lúc đó tìm được Thiên Cơ Huyền Đồ, chúng ta chính là lập được công lớn. Công đầu cô cũng đừng nghĩ. Giang Ánh Đào nói, ba tổ điều tra của chúng ta, nhiệm vụ lần này chủ yếu là điều tra, thật sự phải đi tìm Thiên Cơ Huyền Đồ, còn có người khác. Đồng từ Tư Đồ Tĩnh co rụt lại, vậy chẳng phải lấy nỗ lực của chúng ta làm của hồi môn cho người khác sao? Người của Thiên Võng Điện, Giang Ánh Đào bổ sung một câu, Tư Đồ Tĩnh nhất thời cuồng nhiệt, vậy là vinh hạnh của chúng ta. Bộ phận đặc biệt của Cục Đặc Chiến Trung Quốc, Thiên Võng Điện. Mỗi thành viên của Cục Đặc Chiến đều mong muốn bước vào bộ phận bí ẩn. Nơi đó có nghĩa là không chỉ là quyền thế, địa vị, còn có kỳ ngộ không cách nào tưởng tượng được, tạo hóa. Dữ, liệu đã được phân tích, con người Tư Đồ Tĩnh đột nhiên rơi vào màn hình máy tính. Hai ngày nay, chúng tôi tổng hợp tất cả những người từng xuất hiện ở thị trường đồ cổ nơi Hoàng Chí Ca ở, nhập tư liệu của bọn họ vào máy tính, tiến hành phân tích lại, điều tra, hiện tại. Chỉ còn lại 7 tuyến Tư Đồ Tĩnh chỉ vào màn hình máy tính, người đại diện của 7 tuyến này, một trong số đó, xác suất rất lớn chính là người giữ Thiên Cơ Huyền Đồ. Thân thể Giang Ánh Đào từ trên ghế salon đứng lên, cắt bước đi tới, vẻn vẹn chỉ có 7 tuyến. Đây đối với Giang Ánh Đào mà nói, xem như là một tin tức tốt. Nếu chỉ chia làm 7 tuyến để điều tra mà nói, không bao lâu nữa, liền có cơ hội rát lớn phát hiện tung tích Thiên Cơ Huyền Đồ. Tư Đồ Tĩnh gật đầu. Còn người nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đương nhiên, đây chỉ là kết quả phản tích dữ liệu trên bề mặt, cuối cùng khóa 7 tuyến. Trước khi Hoàng Chí Ca xảy ra chuyện, dường như dự cảm bức tranh cổ này sẽ xảy ra chuyện, cho nên lựa chọn trả thù đưa tranh cổ ra thị trường,
một nhóm sát hại gây án Hoàng Chí Ca ẩn nấp rất tốt, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của bọn họ. Án giết người không thuộc về tổ điều tra của chúng ta quản lý, trước tiên xem một chút bảy tuyến này, Giang Ánh Đào cũng ngồi bên cạnh máy tính. Tư Đồ Tĩnh rời vị trí xuống, đồng thời nói, người tương ứng với bảy tuyến, đều mua qua cửa hàng của hắn trước khi Hoàng Chí Ca xảy ra chuyện, hơn nữa thời gian cũng không quá 5 ngày, hiện tại mấy người này đều ở tỉnh Quảng Đông, trong đó có 3 người ở Dương Thành. Giang Ánh Đào tập trung tinh thần nhìn lên, 10 phút sau, Giang Ánh Đào chỉ vào một tuyến trong đó, quyết đoán nói, sáng mai, trước tiên điều tra tuyến này, từ nơi này trải ra, thương nghị một hồi, Tư Đồ Tĩnh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Mở miệng hỏi, chị Đào, chúng ta sau khi cuối cùng khóa được tin tức Thiên Cơ Huyền Đồ, muốn báo cáo cho tiền bối Thiên Võng Điện, chị có thông tin liên lạc với tiền bộ ổ Thiên Võng Điện ngày đó không? Nam hay nữ, đẹp trai hay không, sẽ không phải là ông già xấu. Giang Ánh Đào liếc Tư Đồ Tĩnh một cái, chỉ có một cái hòm thư bên trong cục đặc chiến, cô có muốn đi hỏi một chút hay không? Tôi vẫn nên điều tra vụ án. Tư Đồ Tĩnh trong lòng cũng không ôm quá nhiều chờ mong, có thể tiến vào cục đặc chiến. Đều là cường giả xuất sắc các lĩnh vực, có thể đến cấp độ kia, cho dù không phải là lão già xấu, cũng là ông chú trung niên từng trải, tôi vẫn thích chó sữa nhỏ. Tống gia, biệt thự tổ ấm nhỏ, bên ngoài cuồng phong bão táp, mưa to bên trong tổ ấm nhỏ vừa dứt. Nhìn thoáng qua Tống Nhan đã ngủ say, Sở Trần ngược lại có chút tinh thần phấn chấn, đột nhiên mới nghĩ đến lời nhị thúc nói, tư liệu về Thiên Cơ Huyền Đồ, đã gửi đến điện thoại di động của anh. Sở Trần cầm lấy điện thoại di động. Nhị thúc Sở Khai Bình gửi tin nhắn cho anh là một mật khẩu tài khoản, hơn nữa còn kèm theo một trang web. Sở Trần sao chép qua, lại là nền tảng nội bộ của cục đặc chiến, giao diện đơn giản, không hổ là bộ phận hành động đặc biệt, không có quảng cáo. Sở Trần lẩm bẩm, tiện tay đăng nhập vào tài khoản này. Trên màn hình điện thoại nhất thời nhảy ra mấy chữ, hoan nghênh, điếu giả. Sở Trần, tôi đã đăng nhập vào tài khoản của nhị thúc, tuy nhiên, Sở Trần nhanh chóng xác định. Đây quả thật là tài khoản của anh. Trên tư liệu cơ bản, cố tên của mình, trang bìa vô cùng đơn giản. Bên dưới tư liệu cơ bản, có một hộp thư dành riêng để nhận các tin nhắn nội bộ. Sở Trần cũng coi như là trên cơ bản hiểu rõ, tài khoản này là Sở Khai Bình sử dụng đặc quyền lập cho anh, mỗi một thành viên Thiên Võng Điện cục đặc chiến đều có một biệt hiệu riêng. Lúc Sở Khai Bình điền vào hai chữ, điếu giả, đại khái là đang câu cá, cố nén dục vọng chửi bới mãnh liệt đối với cái tên. Điếu giả, Sở Trần mở hộp thư ra. Dù sao ngoại trừ nhị thúc ra, cũng không ai biết mình là điếu giả. Chỉ có một cái hộp thư, Sở Trần mở ra nhìn thoáng qua, bên trong có toàn bộ chi tiết về Thiên Cơ Huyền Đồ. Sở Trần trực tiếp tìm được tư liệu về Thiên Cơ Huyền Đồ. Thiên Cơ Huyền Đồ, một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc. Truyền thuyết về Thiên Cơ Huyền Đồ rất nhiều, trong đó truyền rộng rãi nhất chính là trong Thiên Cơ Huyền Đồ ẩn chứa bảo tàng của một đế vương nào đó. Sở Trần nhìn thoáng qua hình ảnh về Thiên Cơ Huyền Đồ bị chụp lại, đây tựa hồ chỉ là một bức tàn đồ, cho dù là bản đồ kho báu, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu tác dụng, huống chi, địa hình 2-3 chảm nảm trước so với hiện tại cũng chênh lệch quá lớn. Đối với cách nói bên trong Thiên Cơ Huyền Đồ có kho báu, Sở Trần không tin lắm. Thế nhưng, một nhà Hoàng Chí Ca bởi vì Thiên Cơ Huyền Đồ bị diệt môn, Sở Trần cảm giác, nguyên nhân trong đó sẽ không quá đơn giản. Sở Trần ở phía cuối thư nhìn thấy một tin tức, cục đặc chiến phái ra 3 tổ điều tra Thiên Cơ Huyền Đồ đi đấu, chia ra là, điều tra tổ 9, điều tra tổ, điều tra 15, điều tra tổ 7. Khóe miệng Sở Trần theo bản năng nổi lên một tia cong. Anh cũng không quên, cô Đào là tổ trưởng tổ điều tra số 9. Lần này, lại phải cùng cô Đào tiếp xúc, ánh mắt Sở Trần đột nhiên dừng ở phía trên màn hình, hoan nghênh, điếu giả. Khóe miệng Sở Trần nhất thời hung hăng co giật một chút. Cô Đào hẳn là không biết thân phận của anh. Sau khi nhìn thoáng qua tư liệu, Sở Trần ôm Tống Nhan, ngọt ngào ngủ. Mặt trời mọc vào sáng sớm. Bên hồ Tống, cọc hoa mai. Tống Thu đã mưa gió không thay đổi mỗi ngày luyện quyền trên cọc hoa mai. Sở Trần có chút kinh ngạc chính là, Hoàng Phù Hòa Ngọc lại tới. Anh rể, thần sắc Tống Thu có chút hưng phấn. Hôm nay sau khi Hoàng Phù Hòa Ngọc tới đây, Tống Thu cùng Hoàng Phủ Hòa Ngọc đánh qua mấy chiêu, phát hiện chênh lệch giữa Minh và Hoàng Phủ Hòa Ngọc lại kéo gần không ít, Tống Thu vô cùng kích động, càng thêm kiên định con đường võ giả này. Hắn tin tưởng, chờ hắn có tư cách cảm ngộ loại võ thuật tiêu diêu du trưởng pháp này, nhất định có thể vượt qua Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Một vài ngày trước có việc bận phải xử lý, Hoàng Phủ Hòa Ngọc thấy Sở Trần,
ánh mắt nhất thời sáng lên, sải bước đờ eo qua. Mấy ngày nay hắn rời khỏi Dương Thành, lại không nghĩ tới Dương Thành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đối với một người mê võ thuật mà nói, quả thực chính là bỏ lỡ một bữa tiệc thịnh soạn. Sân bay nữ thần võ thuật cổ Trung Quốc chặn nảm đại cao thủ đỉnh phong Nam Mỹ, Sở Trần đại diện võ thuật cùng Triệu Phương Tuyền Nam Mỹ quyết đấu vân vân, Hoàng Phủ Hòa Ngọc vừa trở về, liền khẩn cấp đi tới Tống Gia. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, Hoàng Phủ Hòa Ngọc quyết định ở Tống Gia không đi. Nơi này là thiên đường hắn truy tìm con đường võ giả. Đúng rồi, trước khi tôi tới còn nghe nói, cậu muốn cùng mấy nhà Dương Thành kia tiến hành một trận giao lưu cầm kỳ thi họa. Chuyện gì đang xảy ra vậy, làm sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn? Hoàng Phủ Hòa Ngọc hỏi, nếu như có chuyện phiền toái gì, cậu cứ việc nói, Hoàng Phủ gia tôi ở Dương Thành vẫn có thể nói mấy câu. Hoàng Phủ thúc đoán được có gì đó không đúng là đúng rồi. Tống Thu cười hắc hắc, biết cầm họa xong tuyệt, thập công tử Thiên Nam chứ, bọn họ đồng thời thua anh rể, hai ngày sau tỉ thí, bọn họ muốn tìm lại sân khấu. Hoàng Phủ Hòa Ngọc thần sắc mang theo không thể tin nhìn Sở Trần. Sở Trần công phu giỏi như thế, dĩ nhiên còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Cậu thật đúng là yêu nghiệt, Hoàng Phủ Hòa Ngọc cảm thán, lập tức mở miệng nói, sớm biết tôi sẽ mang bức tranh từ kinh thành về cho cậu đánh ra trước một chút. Đồng từ Sở Trần co rụt lại, bức tranh mang về từ kinh thành. Bức tranh mang về từ kinh thành bởi vì vụ án Thiên Cơ Huyền Họa, Sở Trần đối với cái này đặc biệt mẫn cảm, lúc này theo bản năng hỏi, Hoàng Phủ thúc mấy ngày nay rời khỏi kinh thành, chính là đi kinh thành. Hoàng Phủ Hòa Ngọc gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, tôi ở trong gia tộc xem như là người nhàn rỗi, cho nên được phái đến kinh thành, đoạn thời gian trước thị trường đồ cổ kinh thành có một hồi hoạt động, nghe nói mỗi năm khi đó, đều sẽ có người ở trong hoạt động tìm được thứ tốt, vừa lúc lão gia tử trong nhà tương đối thích tranh chữ cổ, cho nên tôi liền đi. Thúc đã mua cái gì? Sở Trần bày tỏ bản thân cũng rất hứng thú với tranh chữ. Tranh chữ đã mua rất nhiều. Hoàng Phù Hòa Ngọc nói, còn có một ít đồ chơi cổ, kỳ thật tôi đối với nghề này không tính là quá hiểu, nhưng, chuyến đi kinh thành lần này, tôi ngược lại hóng được một chuyện. Không ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Hòa Ngọc nói với Sở Trần chính là vụ án giết hại 7 người của gia đình Hoàng Chí Ca. Một vụ án giết người do Thiên Cơ Huyền Đồ gây ra. Bởi vì một bức họa bị diệt môn, trong mắt Tổng Thu mở to đến cực điểm, đây là bao nhiêu thù hận a? Nghe nón hung thủ đến nay còn chưa bắt được, bức Thiên Cơ Huyền Đồ kia lại càng không biết tung tích, từ đó dẫn đến tỷ lệ thành giao của tranh chữ, ở thị trường đồ cổ kinh thành tăng vọt, rất nhiều người đều ôm tâm tư có thể đào được Thiên Cơ Huyền Đồ. Bất kể giá trị siêu tập của nó là bao nhiêu, lấy ra đấu giá, khởi đầu ít nhất là mấy trăm triệu. Sở Trần suy nghĩ một chút, buổi chiều thuận tiện, đi xem tranh chữ thúc mua về thế nào. Nói không chừng bị thúc nhặt được, Hoàng Phủ Hòa Ngọc cười ha ha, không thành vấn đề. Kế tiếp, Sở Trần chỉ Hoàng Phủ Hòa Ngọc máy chiêu cửu hưởng quyền, sau đó trở về tổ ấm nhỏ. Tống Nhan đã sớm rời giường đi làm, vừa mới đổ mồ hôi, Sở Trần tắm rửa xong, ngồi trên sofa. Lấy điện thoại ra đàng nhập vào nền tảng bên trong cục đặc chiến. Không có thư mới, điều này cũng đại diện, ba tổ điều tra kia cũng không có tiến triển quyết định gì. Tranh chữ Hoàng Phù Hòa Ngọc mang về cũng coi như là một manh mối Sở Trần đoán mù, dù sao cũng là đến từ kinh thành. 10 giờ sáng, hai vị khách đến Tống Gia, Liễu Thiên Thiên và Liễu Quản, đây đối với Tống Gia mà nói, chính là khách quý. Khi Liễu Quản nói ra là đến thảm hỏi Sở Trần, vợ chồng Tống Tà Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao, trong khoảng thời gian này tới nay, phàm là khách thân phận khác thường xuất hiện ở Tống Gia, 8-9 phần 10 là đến vì Sở Trần. Tống Tà Dương tự mình đi qua biệt thự nhỏ gọi Sở Trần tới, dọc theo đường đi, Tống Tà Dương hưng phấn nhắc nhở Sở Trần, Liễu Gia là trung y thế gia lâu đời của Dương Thành, giới trung y có địa vị rất quan trọng, các hiệu thuốc Liễu Gia ở Dương Thành mọc lên khắp nơi, nếu Bắc Trần có thể cùng Liễu Gia đạt được nhất trí. Như vậy, Bắc Trần Cường Sinh Hoàn cản bản không cần đi qua con đường của Hạ Gia ở Dương Thành, liền có thể bùng nổ. Những lời này của Tống Tà Dương ngược lại nhắc nhở Sở Trần. Anh đớ sớm biết thân phận chị em Liễu Gia, chính mình dĩ nhiên quên dẫn đường cho Bắc Trần. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào đại sảnh. Tư thái Liễu Thiên Thiên yêu nhã ngồi trên sofa, ngay từ khi vào cửa đã bắt chước tư thế ngồi bình thường của Liễu Mạn Mạn, thần thái, khí chất. Lúc này nhìn thấy Sở Trần tiến vào, cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, phóng thích thiện ý của mình, đồng thời nhẹ giọng mở miệng, quản thúc, vị này chính là Sở Trần mà cháu đã nhắc tới với thúc. Liễu quản lập tức đứng lên, đánh giá Sở Trần một cái,
chân thành tán thưởng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Sở Trần, Liễu sư phụ là bậc thầy thư họa cấp bậc danh thủ quốc gia. Tống Tà Dương giới thiệu, bên cạnh vị này là tiểu thư Liễu Mạn Mạn. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười đưa tay nắm chặt, Liễu sư phụ xin chào. Về phần, tiểu thư, Liễu Mạn Mạn bên cạnh, Sở Trần cũng mỉm cười chào hỏi, tiểu thư Liễu Thiên Thiên, chúng ta lại gặp mặt rồi. Liễu Thiên Thiên, không nghe cha vợ anh nói, là tiểu thư Liễu Mạn Mạn sao? Liễu Thiên Thiên vừa muốn phản bác, ngẩng đầu nhìn khóe miệng Sở Trần lộ ra một nụ cười, liền trong nháy mắt đoán được, Sở Trần nhất định là nhìn ra thân phận của cô. Hắn làm sao nhìn ra? Liễu Thiên Thiên không muốn thừa nhận, cố nén dùng tinh hoa độc đến chế phục Sở Trần, lại kích động tra tấn nghiêm túc. Tống Tà Dương cùng giật mình, trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi, thấy vị tiểu thư này Liễu gia không nói gì, ông cũng không nói nhiều. Lúc này, lão già từ Tống Trường Thanh cũng đi ra, thấy Liễu quản, Tống Trường Thanh kinh hỉ vô cùng, thậm chí mang theo kích động, Liễu sư phụ. Liễu quản có địa vị rất quan trọng trong giới thi họa, mà Tống Trường Thanh vừa vặn lại si mê thi họa. Tống Trường Thanh vô cùng nhiệt tình, thật vất vả sau khi đuổi Tống Trường Thanh và Tống Tà Dương đi, Liễu quản cùng Sở Trần có cơ hội nói chuyện một mình, đương nhiên, Liễu Thiên Thiên bên cạnh bị hai người đồng thời xem nhẹ không đáng kể. Tôi mạnh dạn hỏi một câu, tuyệt kỹ song tiên nhập thần của cậu, kế thừa phái nào? Liễu quản rốt cục không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, giới thi họa có rất nhiều lưu phái, Liễu quản quả thật muốn biết, đến cuối cùng là lưu phái nào? Còn truyền thừa kỹ xảo song tiên nhập thần thất truyền đã lâu này. Tất nhiên, nếu không tiện, tôi cũng có thể hiểu được. Liễu quản đến cửa thảm hỏi hơn nữa biểu lộ thân phận, Sở Trần đã đoán được ông là vì song tiên nhập thần mà đến. Thành thật mà nói, tôi thực sự không biết thuộc về thể lưu phái nào. Sở Trần nói, đây là tôi lúc luyện võ, cùng một sư phụ học được, tỏi vẫn cho rằng đây chỉ là kỹ năng vẽ cơ bản. Liễu quản trầm mặc, đạp ngựa này là kỹ năng vẽ cơ bản. Móng tay Liễu Thiên Thiên giật giật một chút, cô sắp không kiềm chế được nội lực trong lòng mình, muốn cho Sở Trần nếm thử một cái tinh hoa độc. Anh rể, lúc này, Tống Thu đã luyện công xong đi vào, nghe nói trong nhà có khách nhân, hắn liền tới xem một cái, khi ánh mắt rơi vào trên người Liễu Thiên Thiên, ánh mắt Tống Thu không khỏi ngây người một chút, chợt yên lặng nhìn Sở Trần một cái. Phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh rể, cái khác không nói, dung nhan tựa hồ đều là tồn tại cấp bậc nữ thần. Đúng rồi. Đây là tiền Mạn Mạn mua tranh của cậu. Liễu quản lấy ra một tấm chi phiếu, Sở Trần tiếp nhận, Tống Thu ở một bên cũng liếc mắt một cái, không khỏi kinh ngạc, 500 vạn. Sở Trần cũng giật mình, quá nhiều rồi. Trong lòng Sở Trần rõ ràng, anh cũng không phải bậc thầy danh thủ quốc gia, chỉ là vận dụng song tiên nhập thần vẽ một bức họa mà thôi. Bây giờ, có lẽ nhiều hơn, nhưng, vẫn là chúng tôi chiếm tiện nghi. Liễu quản nói, tôi tin bức họa này trong tương lai không xa. Giá trị của nó tuyệt đối không chỉ là nam chảm vạn, thậm chí là nó gấp mấy lần, gấp 10 lần, Tống Thu phản ứng lại, trợn to đôi mắt anh rể anh vẽ một bức họa, kiếm được nam chảm vạn. Sở Trần gật đầu, xem như vậy đi, Tống Thu nhất thời nắm chặt nắm đấm, u ỏi niên nan cung mần nọc phe, vẽ tranh chỉ là sở thích, tôi không có hứng thú đến tiền bạc. Sở Trần thu hồi chi phiếu, đều là vật ngoài thân. Tống Thu, chương 706. Liễu thổ hào Sở Trần quả thật cảm thấy rất bất ngờ, không hiểu sao kiếm được 500 vạn, đây chỉ là một bức phượng cầu hoàng, mình dùng 10 phút tiện tay vẽ ra mà thôi. Tống Thu bỏ chạy, trước khi đi còn yên lặng liếc Sở Trần một cái, lão cẩu làm màu. Sở Trần, Bạch gia bọn họ thế tới hùng hổ, hai ngày sau quyết đấu cầm kỳ thi họa anh đã chuẩn bị xong chưa? Liễu Thiên Thiên lúc này nói, đúng rồi, kỹ nàng đánh cờ của anh thế nào? Tôi nghe nói đêm qua Kỳ Vương Thiên Nam xuất hiện ở sân bay, rất có thể là bọn họ mời tới đối phó anh. Kỳ Vương Thiên Nam, Sở Trần lẩm bẩm một tiếng, bọn họ vẫn thật coi trọng tôi. Liễu Thiên Thiên theo bản nàng lo lá ngổ, anh có lòng tin không? Thuận theo tự nhiên đi, Sở Trần buông tay, ai dám nói đối mặt với Kỳ Vương Thiên Nam có lòng tin chứ? Liễu Thiên Thiên suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu, vậy cũng đúng, tôi nghe chị tôi nói. Kỳ Vương Thiên Nam này tựa hồ đã rất nhiều năm chưa từng có bại trận, nhưng cũng không sao, cầm kỳ thi họa 4 hạng mục, coi như là 2 thắng 2 thua, đó cũng là đánh thành thế hòa, bọn họ tập hợp thế mạnh của từng nhà, mà anh là sức một mình, cho dù là đánh thành thế hòa, đối với khán giả mà nói, anh cũng là người thắng. Ba người một bên uống trà, một bên tán gẫu. Toàn bộ quá trình, Liễu Thiên Thiên nhẫn nhịn kích động đầu độc trong trà nhiều lần. Liễu quản cùng Sở Trần trò chuyện vẽ tranh.
Liễu Quản vốn rất tôn sùng kỹ thuật vẽ tranh, song tiên nhập thần, của Sở Trần, mà Liễu Quản thân là bậc thầy danh thủ quốc gia, bản thân cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm vẽ tranh, trao đổi giữa hai người, hai bèn đều được lợi không nhỏ. Liễu Tiêm Tiêm ở một bên nhàm chán nghịch móng tay, ánh mắt Liễu Quản nhìn Sở Trần, càng mang theo thưởng thức, tán thường. Mặc dù Phượng Cầu Hoàng, của Sở Trần kinh diễm ông, nhưng ngay từ đầu Liễu Quản trong lòng cũng theo bản năng cho rằng, Sở Trần trung quy vẫn là một người trẻ tuổi, nhưng với sự trao đổi giữa hai người ngày càng sâu sắc, Liễu Quản dần dần bị ý kiến của Sở Trần ở phương diện thi họa chấn động. Tôi thật sự càng ngày càng tò mò, đến cuối cùng là sư phụ nào, có thể dạy ra đồ đệ như cậu. Liễu Quản vô hạn cảm thán, Tống Thu đi rồi trở về, vừa mói đi vào đại sảnh, nghe Liễu Quản nói chuyện, tôi có một thỉnh cầu, tôi muốn mua giá gấp đôi, Phượng Cầu Hoàng, mua tranh cậu vẽ trong trận tỉ thí hai ngày sau. Tống Thu dừng bước, ngón tay bật một cái, trong mắt chừng mắt 1.000 vạn. Thời gian tắm rửa của mình, anh rể lại kiếm được 1.000 vạn. Tống Thu đột nhiên có chút lý giải lời Sở Trần nói. Anh đối với tiền không có hứng thú. Đối với anh rể mà nổi, số tiền này cũng đến quá dễ dàng. Sở Trần cũng có chút kinh ngạc, Liễu Quản cũng quá coi trọng anh. Ngộ nhớ tác phẩm thi đấu hai ngày sau của tôi mất trình độ. 1.000 vạn này của Liễu sư phụ chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển sao? Sở Trần mỉm cười mở miệng, tôi tin người có được kỹ thuật vẽ tranh, song tiên nhập thần, tuyệt đối sẽ tỏa sáng trong trận đấu này, mặc kệ đối thủ của cậu là ai. Liễu Quản nói, từ góc độ biểu diễn trực tiếp, song tiên nhập thần, hiển nhiên chiếm ưu thế lớn hơn. Trong cuộc thi vẽ tranh, ý kiến của Liễu Quản, Sở Trần là người có cơ hội nhất trong 4 trận đấu. Ấn tượng của Sở Trần đối với Liễu Quản cũng không tệ lắm. Ngược lại không có cự tuyệt Liễu Quản, Liễu Quản tại chỗ viết cho Sở Trần một tấm chi phiếu, 1.000 vạn. Trong vòng chưa đầy 1 giờ, 1.000 nảm chảm vạn. Sở Trần đều có cảm giác tiền đến quá mức đơn giản. Nhưng trong lòng Sở Trần cũng rõ, thật sự luận giá trị mà nói, tranh của anh cũng không đáng giá như vậy. Chẳng qua, Liễu Quản là nể tình, song tiên nhập thần tận lực cùng Sở Trần kéo gần quan hệ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là Liễu gia không thiếu tiền. Hắn là Liễu Quản, cũng là Liễu Thổ Hào. Liễu Quản cùng Liễu Thiên Thiên cáo từ rời đi, cho đến khi họ lên xe, Liễu Thiên Thiên còn đang tâm niệm tình hoa độc của cô, cuối cùng vẫn không thi triển với Sở Trần. Ngày sau còn dài, Liễu Thiên Thiên nhìn thân ảnh Sở Trần chiếu ra gương sau càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Liễu Thiên Thiên lấy điện thoại ra, cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng theo thời gian trôi qua càng thêm sôi nổi. Phần thưởng trảm triệu. Liễu Thiên Thiên theo bản năng khẽ hô một tiếng, lập tức mở miệng nói, Quản Thúc, Thúc nói mấy nhà bọn họ thật sự có lòng tin như vậy. Bọn họ vì lần giao lưu cầm kỳ thi họa này chuẩn bị một phần thưởng trị 100 triệu nhân dân tệ, tuyên bố chỉ cần Sở Trần có thế thắng trận đấu này, những phần thưởng này đều là của Sở Trần. Xem ra, bọn họ đều dùng thực lực mạnh nhất để ứng phó Sở Trần. Liễu Quản nói, chợt nở nụ cười, nhưng không sao. Ta tin tưởng Sở Trần sẽ cống hiến cho mọi người một hồi tỉ thí đặc sắc, về phần kết quả, thua cũng không sao. Liễu Thiên Thiên gật gật đầu, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng thật vô sỉ, cố ý ném ra một mánh khóe như vậy, thực tế, bọn họ đều chắc chắn sẽ không thua Sở Trần. Phần thưởng trảm triệu nhân dân tệ, chủ đề này nhanh chóng nóng lên, vô số cư dân mạng bị chấn động, đối với đại đa số mọi người mà nói, đây chính là một con số khổng lồ. Dương Trường Cường hào thế ra, quả nhiên là giàu có và hống hách ha. Quá hào khí, vậy mà ném 100 triệu nhân dân tệ, là hào phóng giúp đỡ, hay là bọn họ có phần tự tin này? Cho rằng Sở Trần cản bản không lấy được những phần thưởng này. Tôi cho rằng là sau này tỷ lệ lớn hơn một chút, dù sao, bọn họ đều là chuyên nghiệp, mà Sở Trần, chỉ là giao lưu vượt giới, anh để cho bọn họ so tài võ thuật bò ra 100 triệu để thưởng, anh xem bọn họ có dám hay không? Đồn thổi lên thôi, tiền lão gia xin lỗi Sở Trần. Bảy một câu nói đột nhiên loạn nhập này lại bị không ít người khen ngợi. Cũng có người không hi yêu ra sao? Tiền lão gia là cái gì? Chẳng bao lâu, những người biết sự thật Nhateto nhau nói chuyện. Mẹ kiếp, tôi gần như thiếu chút nữa quên mất tiền lão gia còn chưa xin lỗi Sở Trần. Sở Trần trong khoảng thời gian này nhiệt độ không ngừng, quá nhiều chuyện, tiền lão gia nói không chừng ỏm tâm lý may mắn. Hy vọng sự tình cứ như vậy trôi qua. Cho tôi một nút like, tôi nói cho mọi người biết tiền lão gia là chuyện gì xảy ra. Thiên Thành, quán cà phê, cuộc gặp giữa Sở Trần và thủ lĩnh tình báo, làm cho Sở Trần có chút bất ngờ chính là,
Trương Vận Quốc lúc trước không có gì bất lợi, lần này cư nhiên mấy ngày trôi qua cũng đều tra không ra động tác của Tiền lão gia. Tiền thị quả thật có chút động tác, nhưng thoạt nhìn cũng rất binh thòm, nhưng mà, tôi luôn cảm giác có chút quái dị. Trương Vận Quốc nói, thần sắc có chút hổ thẹn, dù sao, nhiệm vụ thiếu chủ giao cho hắn, hắn không có biểu hiện thật tốt. Không sao, ta cũng không phải thúc giục ngươi muốn kết quả, ngươi tiếp tục theo dõi Tiền thị. Sở Trần mở miệng nói, ý ta là, sức mạnh của một mình Trương đạo trưởng luôn có hạn, cho nên phải nắm chặt thời gian, tìm một vài trợ thù, thành lập một cơ quan tình báo, vấn đề tiền bạc không cần lo lắng, ta sẽ ở chuyển thẻ vào thẻ của ngươi 500 vạn trước, nếu không đủ thì nói sau. Trương Vận Quốc mở to đôi mắt, một lúc lầu sau, gật gật đầu, được. Sở Trần vốn còn muốn Trương Vận Quốc điều tra tin tức thiên cơ huyền đồ một chút, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Cục đặc chiến có 3 tổ điều tra đang khẩn trương điều tra, không cần phải để Trương Vận Quốc xen vào. 4 giờ chiều, Tống Thu lái xe, Sở Trần cùng Hoàng Phủ Hòa Ngọc cùng nhau ra ngoài, đi tới Hoàng Phủ ra. Trong xe, trong lòng Sở Trần còn mơ hồ có vài phần chờ mong. Nói không chừng vận khí của mình tàng lên, một phát nhập hồn, trong bức tranh chữ, Hoàng Phủ Hòa Ngọc mang về, tìm được manh mối của thiên cơ huyền đồ. 1 giờ sau, chiếc xe từ từ đi vào Hoàng Phủ ra. Một biệt thự phong cảnh sang trọng, tranh đều đặt ở thư phòng lão gia tử. Hoàng Phủ Hòa Ngọc nói, lão gia tử biết cậu muốn đến, đã đặc biệt ở thư phòng chờ. Lão gia tử ong miệng Hoàng Phủ Hòa Ngọc, là người có tư lịch lâu đời nhất của gia tộc Hoàng Phủ hiện nay, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, đã 97 tuổi. Sở Trần bước nhanh hơn, đi tới trước thư phòng, cửa thư phòng mở ra, bên trong còn có người nói chuyện với nhau. Có khách đến, thần sắc Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng có chút bất ngờ. Theo bản năng bước nhanh hơn đi vào, Sở Trần theo sát phía sau, đột nhiên bước chân dừng lại một chút, nhìn người trong thư phòng, con người lướt qua một đạo kinh diễm, lập tức khuôn mặt mỉm cười, cô Đào, trùng hợp như vậy. Trong thư phòng, một lão tiên sinh tóc bạc ngồi trên xe lăn, hai người phụ nữ bên cạnh, chính là Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh. Giang Ánh Đào thần sắc bất ngờ, Sở Trần, sao anh lại tới đây? Giang Ánh Đào buổi sáng điều tra một trong những manh mối, cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Trong 7 tuyến cô xác định, một trong số đó, chính là Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Sau khi vụ án buôn lậu người sống trên biển bị phá, thân phận của Giang Ánh Đào ở Dương Thành ở trạng thái bán công khai, rất nhiều người suy đoán Giang Ánh Đào là người của cảnh sát. Đương nhiên, không nhiều người biết sự tồn tại của cục đặc chiến, Giang Ánh Đào sau khi đi tới Hoàng Phủ gia cũng không bị cản trở, trực tiếp đi tới thư phòng lão gia tử. Hoàng Phủ Thúc nói hẳn ở Kinh Thành mua một lô tranh chữ, tỏi tới đây thưởng thức một chút. Sở Trần mỉm cười nói, tôi cũng là người thích vẽ tranh, hơn nữa qua 2 ngày còn có một trận giao lưu liên quan đến tranh, cho nên hôm nay thừa dịp này, thuận tiện cũng đến ban phòng Hoàng Phủ Lão gia tử một chút, cô Đào cô thì sao? Giang Ánh Đào không nghi ngờ gì, gật gật đầu, tôi cũng là đến xem tranh. Vậy đúng lúc, chúng ta cùng nhau xem đi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc đỡ eo tới trước mặt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, cúi đầu nói, Lão gia tử, vị này chính là anh hùng thiếu niên cháu nói với người, Sở Trần. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh từ lâu đớ quan sát Sở Trần, mặc dù 97 tuổi, ngồi trên xe lăn, nhưng tinh thần phấn chấn, hai tròng mắt đục ngầu thỉnh thoảng còn lao qua một đạo lệ sắc, nhìn ra lúc còn trẻ cũng là một nhân vật lợi hại, Sở Trần từ trên người lão cũng nhận ra khí tức võ giả, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cũng từng là võ giả. Tam giác tốt, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh giơ ngón tay cái lên với Sở Trần, vinh dự của võ thuật chung cuộc, còn cần những người trẻ tuổi thế hệ này như các ngươi đi bảo vệ. Sở Trần khiêm tốn gật đầu, lão gia tử nói phải. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cười ha ha, ta cũng không nói nhảm nữa à, Hòa Ngọc, người đi lấy bức họa ra. Hoàng Phủ Hòa Ngọc đi tới một góc thư phòng, chất đống hai cái dương, Hoàng Phủ Hòa Ngọc nâng một cái dương trong đó tới, một bên mở khóa, một bên nói, dương này đều là tranh chữ, kỳ thật đại đa số tôi cũng không nhìn kỹ, cảm thấy không tệ liền mua về. Tống Thu ở một bên nghe thấy, khóe miệng giật giật. Hành vi của cường hào chết tiệt này. Hoàng Phủ Hòa Ngọc mở dương ra. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh theo bản năng tự minh đẩy xe lăn về phía trước một chút. Thấy thế, Sở Trần mím cười, lão gia tử, tôi cùng ngài xem đi. Tốt lắm, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh tròm râu bạc phơ lại rất dài, gật gật đầu, ánh mắt nhìn Sở Trần càng thêm hài lòng, đứa nhỏ này, chính là hiểu chuyện. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cũng là người SL mê các tác phẩm tranh. Sở Trần cầm lấy một bức họa trên cùng. Ở trước mặt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh mở ra. Bên kia, Giang Ánh Đào cũng bắt đầu xem tranh, lần lượt từng bước một. Giang Ánh Đào xem tranh tốc độ rất nhanh,
dù sao cô đớ thấy qua tư liệu về thiên cơ huyền đồ, chỉ cần không phải thiên cơ huyền đồ, cô lập tức buông bức tranh xuống. Ngược lại, Sở Trần tuy rằng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra có phải là thiên cơ huyền đồ hay không, nhưng vẫn là cùng Hoàng Phủ Nguyên Cảnh lão gia tử thưởng thức mỗi một bức họa. Thỏa mãn Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, đồng thời cũng che giấu mục đích điều tra thiên cơ huyền đồ của anh. Hoàng Phù Hòa Ngọc mua về tổng cộng khoảng 60 bức tranh, Giang Ánh Đào rất nhanh đã xem xong, cùng Tư Đồ Tĩnh ánh mắt nhìn nhau một cái. Hai người đồng thời lắc đầu nhẹ nhàng, không có thu hoạch, bảy tuyến, hai trong số đó, không có bất kỳ thu hoạch nào. Họ vẫn còn thời gian để đi đến địa điểm tiếp theo. Lão gia tử, chúng tôi còn có chuyện, sẽ không quấy rầy nữa. Giang Ánh Đào mở miệng, Hoàng Phù Nguyên Cảnh khẽ ừ một tiếng. Đợi sau khi hai người Giang Ánh Đào rời đi, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh hừ nhẹ một chút, thật không biết bọn họ đang điều tra cái gì, quá trình xem tranh giống như ăn tươi nuốt sống vậy, quả thực là xúc phạm những bức tranh nổi tiếng này. Tiểu tử, vẫn là ngươi có kiên nhẫn, ngươi là tài năng có thể tạo ra, đúng rồi, ngươi tên là gì? Lão gia tử, tôi là Sở Trần. Sở cái gì? Quá trình một già một trẻ xem tranh rất chậm, Tống Thu cùng Hoàng Phủ Hòa Ngọc đã sớm kiềm chế không được tịch mịch. Lèn lẻn lẻn ra khỏi thư phòng, tìm chỗ luyện quyền. Bầu trời dần tối, trong thư phòng, truyền đến thanh ảm cười sáng của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, Sở Trần, người đến bình phẩm một chút bức giang sơn đồ này. Một lát sau, Sở Trần mở miệng, họa sĩ nổi tiếng vẽ ra, giang sơn như tranh vẽ. Nhưng, Thủy Trung thiếu đi một chút khí thế bàng bạc giang sơn vạn dặm, họa sĩ nổi tiếng vẽ bức tranh này hẳn là không am hiểu loại tác phẩm khí quyển này, càng thích hợp với miêu tả chi tiết hoa cỏ chim ản. Ngươi nói đúng, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, đây là tác phẩm của một đệ tử của ta, hẳn hiện đang làm họa sĩ đạt huy chương vàng trong một tòa nhà hội họa ở Kinh Thành, cũng là cấp bậc danh thủ quốc gia, nhưng bức họa này, quả thật không thích hợp với khí chất của hắn. Sở Trần hơi giật mình, lão gia tử cư nhiên còn có đệ tử cấp bậc danh thủ quốc gia. Xem ra, vị lão gia tử này khi còn trẻ, quả thật cũng là tồn tại rung trời chuyển đất. Trận đấu hai ngày sau, ta mong đợi màn trình diễn của ngươi. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cười tủm tỉm mỏ miệng, lão gia tử cũng biết, ta không chỉ biết, ta còn được mời làm trọng tài. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, ngưng, tuy rằng ta đối với ngươi ấn tượng không tệ, thế nhưng, quá trình thi đấu, ta cũng sẽ không thiên vị ngươi. Sở Trần nghiêm túc gật đầu, tôi tự nhiên sẽ biểu hiện thật tốt. Ta nghĩ, mục đích ngươi hôm nay tới, cũng là vì thiên cơ huyền đồ đi. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đột nhiên mở miệng, Sở Trần ngẩn ra, ánh mắt dừng ở trên người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Vị lão gia tử 97 tuổi ngồi trên xe lăn này, tuyệt không hồ đồ. Anh tâm như gương sáng, bao gồm cả hai cô gái trẻ tuổi đã đi trước đó, cũng là vì thiên cơ huyền đồ. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh mở miệng, Sở Trần suy nghĩ một chút, không có phủ định, lúc này gật đầu, thiên cơ huyền đồ dẫn phát một hồ ồ thảm án diệt môn, chấn động giới thư họa, tôi quả thật rất tò mò. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đáy xe lán, đi tới giá sách bên cạnh, từ trong giá sách lấy ra một bức tranh. Đưa cho Sở Trần, ngươi nhìn bức họa này xem. Trong lòng Sở Trần đột nhiên thịch một cái. Ánh mắt dừng trên bức họa Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đưa tới, nhịp tim đột nhiên tàng lên không kiểm soát được. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh trong quá trình nói thiên cơ huyền đồ đột nhiên đi lấy một bức họa, đây chẳng lẽ, Sở Trần nín thở, không có vội vàng nhận, mà là ánh mắt rơi vào trên người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Ngươi xem bức họa này trước đi, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói. Sở Trần gật đầu. Hai tay tiếp nhận bức tranh Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đưa tới, bức tranh rất dày, Sở Trần đi tới trước bàn làm việc, từ từ mở ra thiên cơ huyền đồ. Khi bức tranh cuộn tròn lộ ra phần đầu của tảng bảng trôi, Sở Trần theo bản năng khẽ hô một tiếng, một phần bức tranh xuất hiện, chính là nội dung trên thiên cơ huyền đồ mà Sở Trần từng thấy qua. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh tựa hồ cũng không bất ngờ, khẽ cười, xem ra ngươi còn rất hiểu thiên cơ huyền đồ. Bức tranh này dài khoảng 10 mét, một cái bàn cản bản không đặt xuống được. Động tác của Sở Trần ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào bức thiên cơ huyền đồ này. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ngồi ở một bên, cũng không quấy rầy. Khoảng 5 phút sau, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, bức thiên cơ huyền đồ này, người đánh giá như thế nào? Sở Trần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt mang theo nghi hoặc, nhìn Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, lập tức cười, lão gia tử nói đùa, bức này cũng không phải là thiên cơ huyền đồ. Ồ, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh hỏi, làm sao lại biết? Sở Trần khẽ phủi bụi bặm trên tay, bức họa này cản bản không phải là Hoàng Phủ Thúc từ Kinh Thành mang về, từ trên bức tranh dính bụi, cùng với dấu vết bụi trên giá sách mà xem, ít nhất đặt ở trên giá sách nhiều năm.
vậy cũng chưa chắc đã nói rõ nó không phải là thiên cơ huyền đồ thật sự, ngộ nhỡ thiên cơ huyền đồ xuất hiện ở kinh thành mới là giả. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh mỉm cười nói, dù sao, không ai có thể chứng thực được thiên cơ huyền đồ xuất hiện ở kinh thành là thật. Thiên cơ huyền đồ trong truyền thuyết, đến nay ít nhất hơn 200 nạm, Sở Trần sờ soạng giấy của thiên cơ huyền đồ, 200 nắm trước, hẳn là còn chưa có những tờ giấy này. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh giật mình, lão ngược lại lập tức quên cái này. Bức thiên cơ huyền đồ này, là 15 năm trước, ta dựa vào trí nhớ của mình vẽ ra. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh chậm rãi nói, thiên cơ huyền đồ thật sự là một bức tàn đồ, cho nên, ta vẽ phỏng theo giống như vậy. Đồng từ Sở Trần co rụt lại, thiên cơ huyền đồ, 15 năm trước đớ từng xuất hiện, hơn nữa còn bị Hoàng Phủ Nguyên Cảnh thấy qua. Thần sắc Sở Trần tràn ngập tò mò, 15 năm trước, cũng là một lần giao lưu thị trường thư họa cổ, thiên cơ huyền đồ xuất hiện, nhưng, lúc ấy người chú ý tới thiên cơ huyền đồ cũng không nhiều, cũng không có truyền ra, mặc dù như vậy. Thiên cơ huyền đồ cũng dẫn phát từng hồi huyết án, có người vì thiên cơ huyền đồ mà mất đi tính mạng, hai chân của ta, cũng là lúc tranh đoạt thiên cơ huyền đồ bị thương. Đôi mắt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh xuất hiện một trận đục ngầu, phảng phất nhớ tới hình ảnh 15 năm trước, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, một lát sau, chậm rãi thả lỏng, lần nữa nhẹ nhàng nói, rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến thiên cơ huyền đồ, nhưng đến cuối cùng, thiên cơ huyền đồ lại mai danh ẩn tích. Về sau có lời đồn, thiên cơ huyền đồ mỗi một lần xuất hiện, đều báo trước máu tanh, thiên cơ huyền đồ, là điểm báo hung sát. Thậm chí, bản thân thiên cơ huyền đồ cũng đại diện cho hung sát. Lúc này đây thiên cơ huyền đồ lại một lần nữa xuất hiện, liền khiến một nhà bảy người bị diệt môn. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh trầm giọng nói, nếu như ngươi thật sự đối với thiên cơ huyền đồ cảm thấy hứng thú, ta có một lời khuyên bảo, tránh xa tranh đoạt thiên cơ huyền đồ. Thần sắc Sở Trần ngưng trọng lên, thiên cơ huyền đồ không chỉ xuất hiện một lần. Ai là người đầu tiên phát hiện ra thiên cơ huyền đồ, sau cùng biến mất lại bị ai lấy đi? Trong đầu Sở Trần tràn đầy nghi hoặc, anh vốn cho rằng, thiên cơ huyền đồ xuất hiện là trùng hợp, một nhà bảy người bị diệt môn, là bởi vì có người thấy tài nảy sinh ý định, giết người cướp hàng, hiện tại xem ra, sự tình quả thật không đơn giản như vậy. Thiên cơ huyền đồ đại biểu cho hung sát, thiên cơ huyền đồ rất có khả năng sẽ xuất hiện ở Dương Thành. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh khẽ thở dài một hơi. Ta không biết thiên cơ huyền đồ đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì, nhưng mà, ta có dự cảm, lúc này đây lại sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, ta đã ra lệnh cho tất cả con cháu Hoàng Phủ gia không được tham dự bất luận cái gì liên quan đến tranh đoạt thiên cơ huyền đồ. Sở Trần, ta hy vọng ngươi cũng có thể nghe lời khuyên của ta, chớ tiếp cận thiên cơ huyền đồ. Đôi mắt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh mơ hồ lướt qua một tia hoảng sợ, phảng phật là nghĩ đến một ít hình ảnh, thiên cơ huyền đồ, có chút, tà môn. Tà môn. Sở Trần không nghĩ tới Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cuối cùng lại dùng hai chữ này để hình dung thiên cơ huyền đồ. Đều đang đồn đại thiên cơ huyền đồ ẩn giấu kho báu, kỳ thật, ta cảm thấy 89 phần 10 là giả. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh khoát tay áo, nếu ngươi thật sự cảm thấy hứng thú với thiên cơ huyền đồ, liền mang bức họa này đi, ta từng cẩn thận xem qua thiên cơ huyền đồ, bức này, ít nhất ở trên hình vẽ cùng thiên cơ huyền đồ thật sự là giống nhau như đúc. Vậy thì cảm ơn lão gia tử. Sở Trần không có khách sáo, anh quả thật đối với thiên cơ huyền đồ càng ngày càng tò mò. Ý tốt của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh Sở Trần chỉ cổ thé xin nhận tấm lòng, dù sao, tìm kiếm thiên cơ huyền đồ, là nhiệm vụ của anh. Anh không có lý do gì để rút lui. Huống chi, nếu thiên cơ huyền đồ đại diện tà môn như vậy, nên triệt để TLM ra nỏ, từ nay về sau, mới không có người bởi vì thiên cơ huyền đồ mà mất đi tính mạng. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh hạ lệnh làm tiệc chiêu đãi Sở Trần. Quá trình tiệc tối, Hoàng Phủ gia không ít hậu bối đều kính rượu Sở Trần, bao gồm cả Hoàng Phủ Tịch đã từng có mâu thuẫn với Sở Trần. Hoàng Phủ Tịch hiện tại đối với Sở Trần thái độ là lễ độ cung kính, không chỉ bởi vì nguyên nhân của cha hắn, quan trọng hơn một điểm chính là, lão gia tử mấy năm nay, lần đầu tiên mở tiệc chiêu đãi người khác, có thể thấy được Sở Trần ở trong lòng lão gia tử địa vị không thấp. Sau khi uống rượu no nê, Sở Trần mang theo bức tranh rời khỏi nhà Hoàng Phủ. Khi trở về nhà, đã là 10 giờ tối, Tống Nhan Đà sớm tắm rửa xong trên sofa đọc tạp chí, một thân áo ngủ mềm mại toát lên làn da trắng nõn như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp có vẻ vài phần hồng nhuận, hai tròng mắt có lưu quang ngóng trông, so với Tống Nhan lúc trước, có thêm vài phần khí tức mê người, trở về rồi, mau tắm rửa đi, áo ngủ lấy cho anh rồi, ở bên trong. Tuân mệnh, Sở Trần cười hắc hắc, đặt bức tranh ở trên mặt bàn, sau đó xoay người đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa đi ra,
Tống Nhan đã mở bức tranh này ra, đang tập trung tinh thần nhìn. Sở Trần ngồi xuống ôm lấy eo nhỏ của Tống Nhan. Bà xã, nhìn ra cái gì không? Nghe đồn đây là một bức tranh bảo tồn kho báu. Sở Trần cười nói, nghe vậy, Tống Nhan ngẩn ra, chợt theo bản năng che lại đôi môi đỏ mọng, con ngươi mở to, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng rời bàn tay ngọc ra, thật cẩn thận mở miệng, đây là, gần đây truyền ồn ào thiên cơ huyền đồ. Nhưng, Tống Nhan cũng rất nhanh phản ứng lại, quan sát bức họa này một chút, lại lắc đầu, không giống. Đây là một bức vẽ phỏng theo thiên cơ huyền đồ. Sở Trần nói, thiên cơ huyền đồ thật ở nơi nào ai cũng không biết, hiện tại người tìm nó nhiều lắm. Sở Trần ngữ khí dừng một chút, thuận miệng lại nói, nhưng, đối với chúng ta mà nói, chung quy chỉ là một bức họa, chúng ta không xen vào những chuyện này. Sở Trần nghĩ đến Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nhắc nhở, thiên cơ huyền đồ, đại diện cho hung sát, tà môn. Nhất là khi lão nhân 97 tuổi này dùng vẻ mặt hoảng sợ nói ra hai chữ tà môn, Sở Trần đều có loại cảm giác không rét mà run. Tống Nhan gật gật đầu, hai người quan sát tác phẩm vẽ phỏng theo của thiên cơ huyền đồ một hồi, nhìn không ra cái gì khác thường. Thoạt nhìn, chính là một tác phẩm tương tự như Thanh Minh Thượng Hà Đồ, trong đó một nửa miêu tả ra cảnh tượng đường phố thành chi thời xưa, cuộc sống của người dân muôn hình vạn trạng, bọn buôn người bình thường, thương nhân bình thường vào Enma ra Bắc, người lớn trẻ con bình thường. Tống Nhan ngồi xuống, thật sự nhìn không ra, chỗ nào che giấu thiên cơ. Chẳng lẽ là nơi tranh vẽ chưa hoàn thiện, ánh mắt Sở Trần cũng thu lại, ngồi trở lại sofa. Nhưng tất cả đều thoạt nhìn bức tranh đều bình thường không có gì lạ, bị biến thành thiên cơ huyền đồ, anh cũng quả thực nghĩ không ra, nó bí ẩn ở chỗ nào. Sở Trần ngược lại có chút bộ phục Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, thiên cơ huyền đồ dài tới 10 mét, một nửa quần phong ngoài thành trì, ông dĩ nhiên có thể dựa vào trí nhớ chuẩn xác không sai vẽ xuống. Có thể thấy được trình độ thư họa của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đã sớm đạt tới trình độ đạt tới đỉnh cao. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng sáo du dương. Quân tỷ tỷ tìm anh rồi. Sở Trần đứng lên, tiện tay cầm lấy bức tranh vẽ phỏng theo của thiên cơ huyền đồ lên, vừa lúc anh cũng muốn hỏi quán tỷ tỷ về chuyện của thiên cơ huyền đồ. Dưới ánh trăng, bên hồ Tống, cọc hoa mai, vạt áo phiêu phiêu, thần nữ hạ phàm, ngón tay ngọc khẽ búng, sáo trúc vang lên tiên âm. Gió nhẹ nhàng lướt qua gợn sóng trên mặt hồ. Sở Trần đứng ở một bên, yên lặng chờ Nam Cung Quân chấm dứt một khúc này. Khúc nhạc dần dần tiến vào hồi kết, Sở Trần cũng đắm chìm trong ý cảnh của bài hát này. Một khúc hết, xiêm áo vung lên, Sở Trần ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Quân, trong nháy mắt này, Sở Trần có loại cảm giác, trong con ngươi Nam Cung Quân phảng phất ẩn chứa ưu sầu vô hạn. Là khúc nhạc thương cảm, hay là quân tỷ tỷ có tâm sự? Ánh chàng mờ nhạt, tiên tử khuynh thế tuyệt mỹ, bi thương trong con người khiến người ta sinh ra thương xót. Một màn trước mắt, phảng phất hình thành một bức họa. Tựa như nhân gian, lại như cung điện lạnh lẽo. Sở Trần cũng không đành lòng phá hư sự yên tĩnh của giờ khắc này. Một thời gian dài, Nam Cung Quân ghé mắt, Trần Trần, lên đây. Sở Trần nhảy lên, đứng ở một bên cọc hoa mai, bức tranh trong tay mở ra, một bên bay về phía Nam Cung Quán. Nam Cung Quản đưa tay bắt lấy. Bức tranh được trải ra, phản chiếu dưới ánh chảng. Thiên cơ huyền đồ, Nam Cung Quân thoáng kinh ngạc, Trần Trần, người đi đâu có được tranh vẽ phỏng theo của thiên cơ huyền đồ, vẽ phỏng theo cũng không tệ lắm. Ánh mắt Sở Trần sáng lên, Quân tỷ tỷ quả nhiên biết thiên cơ huyền đồ. Sở Trần ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Sau một buổi chiều ở thư phòng của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, Sở Trần cảm giác, thiên cơ huyền đồ, ở một mức độ nhất định, có lẽ liên quan đến bí mật của giới võ giả. Với địa vị của cửu huyền môn trong giới võ giả, không có gì ngạc nhiên khi hiểu rõ thiên cơ huyền đồ. Quân tỷ tỷ đã thấy qua thiên cơ huyền đồ thật sự. Sở Trần hỏi, lập tức nói tiếp, bức tranh vẽ phỏng theo này là ta ở trong tay Hoàng Phủ gia lão gia tử Hoàng Phủ Nguyên Cảnh lấy được. Nam Cung Quân gật đầu, đã từng thấy qua, từng có người phái thiên cơ cầm thiên cơ huyền đồ đi tới cửu huyền môn, khiêu chiến tam sư phụ ngươi, nhưng mà, cuối cùng thất bại, lúc ấy ngươi vừa vặn bị phạt ở sau núi chặt củi. Cho nên không có nhìn thấy tỷ thí giữa bọn họ. Tỷ thí vẽ tranh, đồng tử Sở Trần co rụt lại. Nam Cung Quân gật đầu. Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước? Sở Trần không khỏi hỏi. Nam Cung Quân suy nghĩ một chút, đại khái 15 năm, năm đó ngươi vừa lúc 8 tuổi. 15 năm, vừa vặn trùng với thời gian Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nhắc tới thiên cơ, huyền đồ lần trước xuất hiện. Phái thiên cơ khiêu chiến cửu huyền môn sau khi thất bại nhập thế. Hoặc là, sau khi gia nhập thế, mới khiêu chiến cửu huyền môn. Sở Trần không hiểu,
Kể tiếp, Sở Trần nói thảm án diệt môn do Thiên Cơ Huyền Đồ gây ra cho Nam Cung Quân, Nam Cung Quân cũng nhíu mày, lập tức mở miệng nói, về tình huống cụ thể của Thiên Cơ Huyền Đồ, phải hỏi tam sư phụ của ngươi, ta sẽ liên hệ với hắn. Sở Trần gật đầu, nghe nói ngươi muốn cùng Nhân Văn đấu. Nam Cung Quân liếc Sở Trần một cái, bị bùa trấn hồn khóa năm nám, bản lĩnh cầm kỳ thi họa, không có mất đi. Đây mới là nguyên nhân quân tỷ tỷ đẽm nay gọi Minh đi ra. Sở Trần cười, yên tâm, đến lúc đó quân tỷ tỷ xem ta biểu diễn, cầm kỳ thi họa, ta tất cả nắm được. Sở Trần ở trước mặt Nam Cung Quân bày ra sự tự tin cực lớn. Cầm kỳ thi họa, người chỉ cần so ba trận. Nam Cung Quân mở miệng, trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, nhưng, so họa mà nói, ngươi phải cẩn thận, Thiên Cơ Huyền Đồ vào lúc này xuất hiện, nếu biết ngươi là đệ tử cửu huyền môn, nói không chừng, ngươi phải đổ ồ mặt với khiêu chiến Thiên Cơ Huyền Đồ mang đến. Một câu nói của Nam Cung Quân khiến Sở Trần hoàn toàn nghi hoặc. So ba trận, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nam Cung Quân nói, Sở Trần nhịn theo tò mò trong lòng, sau đó nói, quân tỷ tỷ, phái Thiên Cơ là lai lịch gì, vì sao ta chưa từng nghe qua. Phái Thiên Cơ thời kỳ đỉnh cao, có thể tranh phong với cửu huyền môn, thuộc về một chi phái hệ cường thế của kỳ môn, chỉ là gần 50 nám qua dần dần vắng vẻ, giói võ giả cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng phái Thiên Cơ, ngươi chưa từng nghe qua không có gì lạ, giới võ giả đã có rất nhiều người đã quên từng có phái Thiên Cơ tồn tại. Nam Cung Quân nói, giữa phái Thiên Cơ cùng cửu huyền môn lúc đó có ân oán không rõ ràng, cho nên, đến lúc đó tỉ thí, ngươi nhớ kỹ cẩn thận. Thần sắc Sở Trần nghiêm túc vài phần, trong lòng anh vốn chỉ coi đây là một trận quyết đấu bình thường đơn giản. Nhưng nếu thật sự liên quan đến phái Thiên Cơ thần bí, vậy anh tự nhiên nghiêm túc gấp bội. Sở Trần thu hồi bức tranh lại, đúng rồi, quân tỉ tỉ, tình hình của Dương Tiểu Cần thế nào? Phục hồi rất tốt. Nam Cung Quản mỉm cười, thậm chí có chút ngoài dự liệu của ta, qua vài ngày nữa, vết thương do cổ ở trên mặt cổ ấy sẽ biến mất không còn dấu tích. Vậy tốt quá rồi, Sở Trần cũng cao hứng, thậm chí anh có chút khẩn cấp. Ninh Tử Mặc và Dương Tiểu Cần những năm gần đây trải qua quá gian nan, Sở Trần muốn nhìn thấy hình ảnh Ninh Tử Mặc nhìn dung nhan Dương Tiểu Cần khôi phục như lúc ban đầu. Người khẩn cấp như thế nghĩ tới ta rời đi à? Nam Cung Quân liếc mắt nhìn Sở Trần một cái. Sở Trần sửng sốt. Chờ vết thương của cô ấy tốt lên, ta sẽ đi. Nam Cung Quân thản nhiên cười. Sở Trần nội tâm chấn động nhẹ, nhìn Nam Cung Quân, nội tâm không nở. Thấy Sở Trần trong lúc bất chợt trầm mặc xuống. Nam Cung Quân nhìn anh một cái, lúc này nói ta lần này xuất hiện, còn có một chuyện muốn nói với ngươi, ta là đại diện cho 9 vị sư phụ của ngươi, đến nói lời tạm biệt với ngươi. Nghe vậy, trong lòng Sở Trần chấn động, nhìn Nam Cung Quân. Khuôn mặt Nam Cung Quản lau đi nụ cười, một tháng sau, cửu huyền môn sẽ đóng cửa, chúng ta có việc phải xử lý, có thể cần thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận một chút, có chuyện gì, các sư phụ cũng không kịp chờ về giúp ngươi. Mọi người đi đâu? Sở Trần nhịn không được hỏi. Nam Cung Quân đứng lên, đừng hỏi nhiều như vậy, chuẩn bị thật tốt tỉ thí 2 ngày sau. Lời nói của Nam Cung Quản vừa dứt, thân nhẹ như yến, phiêu nhiên mà đi, Trần, cố lên. Sở Trần đứng lặng bất động, nhìn bóng lưng Nam Cung Quân biến mất. Trên đời này, còn có chuyện cần 9 vị sư phụ cùng đi xử lý sao? Sở Trần không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, cửu huyền môn đến lúc đó đều sẽ đóng cửa. Cái này đến tột cùng có ý nghĩa gì? Trong lòng Sở Trần dâng lên một tia bất an. Lập tức lại lắc đầu, 9 vị sư phụ liên thủ, trong thiên hạ tim không ra một địch thủ, làm sao có thể có chuyện? Trên cọc hoa mai, Sở Trần đánh Tiêu Diêu Du trưởng pháp. Bước chân tiêu dao, thân ảnh như gió, dần dần tiến vào một trạng thái luyện công cực tốt. Đó chính là thiên phú của ngươi. Xa xa, bạch y phiêu phiêu, Nam Cung Quân nhìn chàm chú vào thân ảnh múa trên cọc hoa mai, vui mừng cười. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Sở Trần đi cùng Tống Nhan đến tòa nhà Kim Bãi. Trên đường đi, Sở Trần kiểm tra hộp thư một chút, điều tra ba tổ, đều không có bất kỳ động tĩnh gì. Phái Thiên Cơ từng cùng cửu huyền môn tranh đấu, điều này có nghĩa là, thực lực của phái Thiên Cơ không thể khinh thường, cho dù là xuống dốc, thực lực người kế thừa của phái Thiên Cơ cũng tuyệt đối cường đại. Sở Trần lại nghĩ đến nhắc nhở của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, do dự một chút, gửi một tin nhắn cho ba tổ điều tra lớn. Giang Ánh Đào cũng đang trên đường đi tìm manh mối, Tư Đồ Tĩnh lái xe, cảm nhận được điện thoại di động rung lên một chút, Giang Ánh Đào mở điện thoại di động ra. Đồng tử hơi co rụt lại, tiền bối Thiên Võng Điện gửi cho tôi một tin nhắn.
tên của người gửi, điếu giả. Tư Đồ Tĩnh dừng xe ở ven đường, quay đầu nói, không phải là điếu giả tiền bối đã tra được tung tích của Thiên Cơ Huyền Đồ chứ? Nếu nhiệm vụ chấm dứt, họ sẽ nhận được thông báo qua email. Có lẽ hai nhóm khác đã tìm ra rồi. Giang Ánh Đào nội tâm khẽ thở dài, cô quả thật muốn biểu hiện thật tốt một chút, nhưng mà, Bảy Tuyến, ngày hôm qua cô cùng Tư Đồ Tĩnh chạy đi 4 cái, cuối cùng đều không có bất kỳ thu hoạch gì, chúng ta chung quy chậm một bước, a. À. Giang Ánh Đào đột nhiên kinh hô thành tiếng, Tư Đồ Tĩnh hoảng sợ, chị Đào, làm sao vậy? Giang Ánh Đào đưa điện thoại di động cho Tư Đồ Tĩnh, Tư Đồ Tĩnh nhìn thoáng qua, nhất thời có loại cảm giác khí lạnh tràn ngập toàn thân. Nội dung của thư chỉ có 4 từ, chú ý an toàn. Chuyện chính ở TAU huyền MTIUIE nặng N.VN nếu là thời điểm bình thường nhìn thấy mấy chủ, này cũng không có gì, nhưng các cô đang điều tra đồ án Thiên Cơ Huyền liên quan đến thảm án diệt môn, mà người gửi tin nhắn này, lại càng là tiền bối Thiên Võng Điện cường đại, ngay cả tiền bối Thiên Võng Điện cũng nhận thấy được nguy hiểm, hơn nữa thông báo cho các cô, có thể thấy được, các cô rất có khả năng gặp phải yếu tố nguy hiểm rất cao. Môi Tư Đồ Tĩnh nhúc nhích một chút, một lúc lâu sau, phục hồi tinh thần lại, chị Đào. Chúng ta có cần gọi mấy người bọn họ trở về hay không, cùng nhau hành động. Điều tra tố chín, cũng không chỉ có Giang Ánh Đào và Tư Đồ Tĩnh. Nhưng, mấy người còn lại tạm thời đều có nhiệm vụ. Giang Ánh Đào chấn định lại, chậm rãi nói, điếu giả, tiền bối chỉ là nhắc nhở chúng ta một chút, chúng ta chỉ cần cẩn thận hành động, cũng không cần quá mức hoảng sợ, đừng quên thân phận của Minh. Chúng ta chính là người cục đặc chiến, cục diện nguy hiểm gì chưa từng trải qua. Tư Đồ Tĩnh gật gật đầu, cô cũng không phải e ngại nguy hiểm, chỉ là giật mình vì tiền bối, điếu giả, đột nhiên nói tới một câu, chú ý an toàn. Tư Đồ Tĩnh trả điện thoại di động lại cho Giang Ánh Đào, điếu giả, chị Đào, chị nói tiền bối này có biệt danh, điếu giả, hắn có phải là người từng trải yêu thích câu cá hay không? Hay là cô hỏi một chút, hì hì, Tư Đồ Tĩnh cười. Nói thầm một tiếng, điếu giả, đọc như thế nào cảm giác kỳ quái, cũng có thể đọc thành điêu, cũng có thể đọc ra điếu, còn có thể đọc thành, thanh âm Tư Đồ Tĩnh đột nhiên dừng lại, cùng Giang Ánh Đào hai mắt nhìn nhau. Giang Ánh Đào ho khụ hai tiếng, cô lại dám lẩy biệt danh tiền bối Thiên Võng Điện ra nói giỡn, nhanh chóng lái xe. Gần như cùng một lúc, điều tra tổ 15 cục đặc chiến, triệu tập tất cả mọi người, cần phải cẩn thận, khi truy tìm manh mối Thiên Cơ Huyền Đồ, bảo đảm an toàn cho bản thân. Điều tra tổ 17, Như Lâm đại địch, tiền bối, điếu giả, tự mình nhắc nhở, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ có thể tưởng tượng được, tất cả mọi người đều lấy lại 10 phần tinh thần. Chú ý, có lẽ nguy hiểm đã đến gần chúng ta, nhưng đó là lúc chúng ta đến gần sự thật. Sở Trần không biết, mình bởi vì lo lắng Giang Ánh Đào sẽ tiếp xúc với người của phái Thiên Cơ, gửi tin nhắn này, làm cho ba tổ điều tra cục đặc chiến đều nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này xe Tống Nhan lái đã tiến vào bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà Kim Bay. Bên trong thang máy, Sở Trần hỏi, lần trước Bắc Trần em nói chuẩn bị ra sản phẩm thứ hai, có kế hoạch cụ thể không? Tống Nhan lắc đầu, Hạ tiên sinh bởi vì chuyện này phỏng chừng đều dụng không ít tóc. Trong lòng anh ngược lại có một ý nghĩ. Sở Trần suy nghĩ một chút, chờ anh xác nhận sau đó nói chi tiết với em. Nghe vậy, con người Tống Nhan sáng ngời. Mặc dù Sở Trần cơ hồ không dễ ý tới chuyện của dược phẩm Bắc Trần, thế nhưng, Bắc Trần quật khởi, không thể tách rời Sở Trần ở trong đó đóng vai trò ổn định lực lượng. Lúc đi vào công ty, Hạ Bắc đang triệu tập đại hội toàn bộ nhân viên công ty, thấy Sở Trần tiến vào, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, chợt đồng loạt hô lên, Sở Tống chào. Sở Trần bước chân dừng lại một chút, bất đắc dĩ nói, mọi người đừng tưởng rằng nhiệt tình như vậy tôi liền tàng lương cho mọi người a. Mọi người không khỏi nở nụ cười. Tất cả mọi người đều hy vọng bầu không khí của Bắc Trần, không chỉ bởi vì phúc lợi của Bắc Trần tốt, mà còn bảo y vì Bắc Trần có hai vị lão tổng trẻ tuổi tài cao, chưa bao giờ tự cao tự đại. Bọn họ đều khát vọng đi theo Sở Tổng và Hạ Tổng trong ngành dược phẩm tạo ra bước đột phá. Trần ca, có muốn nói hai câu không? Hạ Bắc nói, Sở Trần xua tay lắc đầu, loại chuyện này không thích hợp với tôi vào phòng làm việc chờ cậu. Sở, Tống cố lên. Ngày kia giao lưu cầm kỳ thi họa, tôi đặc biệt xin nghỉ cổ vũ cho Sở Tổng. Tôi cũng xin nghỉ phép, tôi cũng vậy, Hạ Tống. Một lúc lâu sau, Hạ Tống vung tay lên, đến lúc đó toàn công ty nghỉ nửa ngày, đi làm nhóm cổ vũ cho Sở Tống. Một tiếng reo hò, Sở Trần đã ngồi chẽn sofa, cầm lấy điện thoại di động, anh luôn chờ tin tức của ba tổ điều tra. Phố cổ Dương Thành,
trên quảng trường đã bắt đầu dựng đài cao tạm thời. Không ít người vây xem, nghị luận sôi nổi, đối với trận giao lưu cầm kỳ thi họa sắp tới này giả trò, mong. Phố cổ cũng nghênh đón cơn sốt nổ lớn của du khách, không ít thương gia khuôn mặt đều vui vẻ nở hoa, cảnh tượng này càng xác thực một loại ý kiến, đây là hợp tác giữa Sở Trần cùng các nhà họa đàn, cái gọi là giao lưu thực chất là một sự thổi phồng. Tuy nhiên, một tin tức đột nhiên xuất hiện, thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người. Wow, buổi giao lưu ngày kia, bốn vị trọng tài mỗi người đều tồn tại đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Trung Tú Thanh, từng được ca ngợi là đệ nhất cổ tranh Trung Quốc, cô tự sáng tác loạt bài hát như Khỏi Phong Khúc Định Phong 3, v.v. là những ca khúc tiêu biểu của cổ tranh đương đại. Trương Thạch, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thư pháp Quốc gia, một trong những người trong giới thư pháp không thể chịu đựng được. Hồ Lập Dũng, kỳ vương chuyên nghiệp, nhiều lần lọt vào đứng đầu thế giới, có thể nói là đệ nhất giới cờ vua Trung Quốc hiện nay. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, 97 tuổi, học trò của ông trải rộng khắp cả nước, rất nhiều họa sĩ huy chương vàng danh thủ quốc thủ đều là đệ tử của ông. Khi Weibo của Bạch Mộ xác nhận tin tức này, vô số người đều sợ ngây người. Đội hình trọng tài này quá đáng sợ. Nếu thật sự chỉ là một trận giao lưu thối phồng, cản bản không có khả năng sẽ có đội hình trọng tài khổng lồ như vậy. Nhất là Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, người thế hệ trước Dương Thành đều tương đối hiểu rõ Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, nhìn thấy trên danh sách trọng tài có Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, không ít người đều ý thức được, đây có lẽ là một hồi đọ sức đao thật thương thật. Sỏ, Trần Biếu diễn vượt giới, thanh thế có chút mãnh liệt a. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc, tôi phảng phất nhìn thấy cảnh tượng đố máu chó Sở Trần bị mắng vào ngày kia. Bạch ra đàn, tiếng đàn nổi lèn, vài phút sau, tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Bạch Mộ nhìn không được cầm lấy điện thoại, mở Weibo ra. Mặc dù hắn là một trong thập công tử Thiên Nam, được biết là đàn giỏi, nhưng mà, trên lĩnh vực Weibo này cũng không có nhiều fan, nhưng độ nổi tiếng hai ngày qua khiến lượng tan của hắn tảng vọt, Bạch Mộ bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác bị người ta tranh nhau gọi mộ thiếu tìm kiếm sự thật. Hôm nay trước tiên công khai đội hình trọng tài, ngày mai lại lần lượt công bố đại biểu tham gia trận giao lưu này, nhất định có thể cho mọi người một kinh hỉ. Khuôn mặt Bạch Mộ nối lên ý cười, vô cùng chờ mong, Sở Trần chớ bị dọa tè ra a. Vào lúc hoàng hôn, ánh sáng nghiêng về phía các ngôi làng cho thuê trong thành phố tối. Mấy bóng người ngồi vây quanh một cái bàn tròn. Đại sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta làm mất thiên cơ huyền đồ, qua vài ngày nữa sư phụ sẽ đi tới Dương Thành, chúng ta làm sao có thể giải thích với sư phụ? Một đạo thanh âm mang theo chua xót, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Sư phụ có thế hay không, mấy người đều trầm mặc. Một lát sau, một đạo thanh âm hơi có vẻ khàn khàn chậm rãi mở miệng, mấy ngày nay khắp nơi đều là tin tức của thiên cơ huyền đồ, mấy sư huynh đệ chúng ta phân thân hết các, rất khó mỗi một tin tức đều đi điều tra, thời gian càng ngày càng cấp bách, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Hoàng Chí Ca chết tiệt kia, có một người thanh âm bén nhọn, hắn dĩ nhiên trước khi chúng ta động thủ, vứt bỏ thiên cơ một huyền đồ, quá đáng hận. Phái thiên cơ chúng ta có thủ đoạn nhận ra thiên cơ huyền đồ, chỉ cần thiên cơ huyền đồ xuất hiện trong vòng 10 mét của chúng ta. Chúng ta có thể cảm ứng được, có nhiều thế lực đều đang tìm kiếm thiên cơ huyền đồ, bao gồm cả người của chính phủ ức, cho nên, chúng ta phải càng thêm cẩn thận làm việc, dù sao, trong tay chúng ta nhiễm tính mạng một nhà bảy người Hoàng Chí Ca, cơ quan chính thức đang tìm thiên cơ huyền đồ đồng thời cũng đang tìm chúng ta. Ngày kia có một hoạt động giao lưu cầm kỳ thi họa có quy mô rất lớn. Đến lúc đó chúng ta phân tán trà trộn vào trong đám người, điều tra tung tích của thiên cơ huyền đồ. Cuối cùng, vị đại sư huynh khàn khàn kia thanh âm chấn thanh nói, nhất định phải tìm được thiên cơ huyền đồ, nếu không, chúng ta đều mất mạng. Một ngày đã trôi qua, mong biểu diễn vào ngày mai. Sáng sớm, Bạch Mộ giằng một Weibo, sau đó đặc biệt viết một người, Bạch Kỳ Thắng. Trong nháy mắt, khu vực bình luận của hắn nổ tung. Ý của Mộ Thiếu là... Bạch Kỳ Thắng sẽ là đại diện cho cầm, đối chiến với Sỏ, Trần. Có chút khi dễ người a. Tôi vốn không biết Bạch Kỳ Thắng có lai lịch gì, tìm kiếm một chút, thiếu chút nữa dọa tè ra rồi, cầm sư cấp cao nhất của Bạch Gia a. Cơ hồ quét ngang tất cả các giải thưởng liên quan đến đàn, Bạch Gia có thể trở thành đầu rồng về đàn của Dương Thành thậm chí cả tỉnh Quảng Đông, công lao của Bạch Kỳ Thắng không thể bỏ qua. Sở Trần cũng bị đánh thức, chuẩn xác mà nói, là bị điện thoại của Tống Thu đánh thức. Anh rể anh có biết hay không, ngày mai cùng anh so kỹ nảng đàn chính là Bạch Kỳ Thắng. Tống Thu thanh âm kích động, Sở Trần có chút mơ hồ, sau đó thì sao? Bất luận đối thủ ngày mai là ai, anh đều sẽ toàn lực ứng phó.
Tống Thu phảng phất như một con khủng long nhỏ bạo động đột nhiên bị một bàn tay thật lớn đè lại. Lúc này sừng sốt, một lúc lâu sau, thật cẩn thận hỏi, anh Dế, anh không phải ngay cả Bạch Kỳ Thắng cũng chưa từng nghe nói qua chứ? Sở Trần quả thật chưa từng nghe nói qua. Tống Thu vừa vặn tìm kiếm được một đồng danh hiệu Bạch Kỳ Thắng, một hơi đọc ra. Bạch gia quá đáng a, thậm chí ngay cả cầm sư cấp cao nhất cũng phái ra, cái này còn so tài như thế nào? Tống Thu phẫn nộ bất bình. Sở Trần cúp điện thoại, rời giường rửa mặt. Cả ngày hôm qua, anh không nhận được bất kỳ tin tức nào từ ba đội điều tra. Bên ngoài tin đồn tuy rằng truyền đến huyên náo, lời đồn đầy trời, nhưng thiên cơ huyền đồ thật sự phảng phất như đá chìm biển rộng. Sở Trần không biết chính là, ngay cả đệ tử phái thiên cơ, cũng đang tìm kiếm thiên cơ huyền đồ. Không biết, hiện trường văn đảo ngày mai, có thể hay không có tin tức của thiên cơ huyền đồ thật sự. Cũng đặt hy vọng ở hiện trường văn đấu ngày mai, còn có Giang Ánh Đào. Bảy tuyến, Giang Ánh Đào đều điều tra một lần, kết quả khiến cô thất vọng. Không có tin tức của thiên cơ huyền đồ. Điều này có nghĩa là các manh mối tìm kiếm đã bị phá vỡ hoàn toàn. Tôi tham khảo tư liệu tài liệu bên trong cục đặc chiến, thiên cơ huyền đồ đã từng xuất hiện vào 15 năm trước, lúc ấy cũng nháo xảy ra án mạng, cuối cùng biến mất không thấy. Tư Đồ Tĩnh vừa nhìn máy tính, một bên thanh âm thanh thủy nói, chị Đào, chị nói lúc này có thế hay không cũng giống như vậy. Thiên cơ huyền đồ cứ như vậy đá chim biển rộng, biến mất không còn dấu tích. Giang Ánh Đào liễu mi nhíu lại, cô cũng xem xét phần tư liệu này, nội tâm cũng có phần lo lắng này. Tư Đồ Tĩnh trong lúc bất chợt lại kinh hô lên, chị Đào, chị xem. Giang Ánh Đào nhìn thoáng qua, đồng tử khẽ co rụt, vô cùng kinh ngạc, Kỳ Vương Thiên Nam Đào cư, Sở Trần phải cùng hắn đánh cờ. Máy nhà kia cảm giác là quyết tâm muốn Sở Trần nhục nhã. Tư Đồ Tĩnh nói, so đàn chính là cầm su, cấp cao nhất Bạch gia Bạch Kỳ Thắng, so cờ là Kỳ Vương Thiên Nam Đào cư, dựa theo trận thế này, đại biếu thư pháp cùng họa, lai lịch tuyệt đối cũng bất phàm. Cái này làm sao so tài được? Quả nhiên, một ngày này, Bạch Mộ liên tục công bố bốn vị đại diện giao lưu cầm kỳ thi họa. Đan, cầm sư cao cấp nhất Bạch gia, Bạch Kỳ Thắng. Kỳ, Kỳ Vương Thiên Nam, Đào cư. Thư, bậc thầy thư pháp đính cấp, Liêu Chí Hoàn. Họa, hạo sĩ vẽ tranh huy chương vàng La Gia, bậc thầy danh thủ quốc gia, La Khắc. Kích nổ toàn bộ mạng, nhìn số lượng người hâm mộ Weibo của Minh Tảng vọt. Sự phù phiếm của Bạch Mộ được thỏa mãn rất lớn. Đây mới là sức ảnh hưởng của thập công tử Thiên Nam. Bạch Mộ đảng tải một video đánh đàn, hơn nữa còn kèm theo một câu nói, nhàn rỗi. Khí tức giả vờ nhàn nhạt, không thể phủ nhận, trình độ đàn cố của Bạch Mộ rất cao, rất nhiều người mở video, nhìn hình ảnh một công tử nhẹ nhàng đánh đàn, đều nhìn không được like. 666. Mộ thiếu tao nhã, có sao nói vậy, so với công phu quyền cước. Tôi càng thêm thích đánh đàn tấu nhạc, càng có thể cảm nhận được chi tiết văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Khuôn mặt Bạch Mộ nổi lên nụ cười tự tin. Trong lúc bất chợt nhìn thấy có người tác tin tức của mình, Bạch Mộ theo bản năng gật lại, thần sắc lúc này trầm xuống. La Vân Dương đăng một bức tranh lên Weibo, đồng thời kèm theo một dòng chữ tác phẩm vừa mới dùng nửa giờ hoàn thành, cảm giác chí là bình thường a. Chỉ trong vài phút bình luận đã hơn trăm, đều là âm thanh thán phục khen ngợi. Không biết xấu hổ. Thế nhưng cọ vào độ nóng của ta. Bạch Mộ thầm mắng một tiếng, vẫn tiện tay bình luận một câu, Dương thiếu đại tài. Gần 12 giờ đêm, Bạch Mộ suy nghĩ một hồi, vẫn là lại đăng một Weibo khác. Trận quyết đấu ngày mai, tôi mong Sở Trần có biểu hiện tốt ba đầu chó ngay sau đó, bình luận sôi nổi. Chậc chậc chậc, đây là tuyên chiến A. Nếu như không phải ba cái đầu chó phía sau, tôi còn thật sự cho rằng Mộ thiếu là người ủng hộ Sở Trần, ha ha ha. Ngẫm lại bốn đại diện kia, Sở Trần ngày mai ở trước mặt bọn họ biếu diễn cầm kỳ thi họa, đó không phải là múa dìu qua mắt thự, tự rước lấy nhục sao. Cá nhân dắt đề nghị Sở Sư Phụ ngày mai biểu diễn một bộ Tiêu Diêu Du Trưởng Pháp. Lời nói ban đầu của Bạch Mộ rất nhanh đã bị La Vân Dương chuyển tiếp, hơn nữa còn thêm một câu, phần thưởng 100 triệu, chờ Trần đến lấy. Một đêm trôi qua, Sở Trần mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng người nhìn anh. Thanh âm nhẹ nhàng, tỉnh rồi. Sở Trần bập môi hôn một cái, bà xã, hôm nay sao không đi làm? Tống Nhan lườm hắn một cái, anh đã quên Tiểu Bắc đã nói qua, hôm nay toàn thể Bắc Trần được nghỉ nửa ngày, đi cổ vũ cho anh. Sở Trần cười, sau khi hai người ở trên giường cọ sát một hồi, Sở Trần mõ y bị Tống Nhan lôi kéo rời giường.
thím tường đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn từ lâu. Sau khi ăn sáng xong, hai người đi về phía biệt thự chính của Tống gia, đại sảnh, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Ngay cả Tống lão gia tử cũng phá lệ mà chờ đợi từ sớm. Ông nội, sao ông cũng dậy sớm như vậy? Tống Nhan đi qua, khoác tay Tống Trường Thanh. Tống Trường Thanh cười ha ha, đây chính là sự kiện hiếm có trong giới thư họa, ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. Ánh mắt Tống Thu lo lắng nhìn Sò, Trần, anh rể, đội hình đối phương có chút đáng sợ a. Yên tâm, tôi nhất định chiến thắng. Sở Trần trả lời, Tống Thu yên lặng liếc anh một cái. Nếu như nói là đánh nhau, Tống Thu tự nhiên không chùn bước tin tưởng. Nhưng đây là văn đầu, so tài cầm kỳ thi họa. Nam Cung Quân từ bên ngoài đi vào. Thần Tiên tỷ tỷ, Tống Thu hô to, trong mắt lo lắng đối với Sở Trần trong nháy mắt biến mất, anh rể nào có quan trọng hơn Thần Tiên tỷ tỷ a? Ánh mắt Sở Trần cùng Nam Cung Quân liếc nhau một cái, gật gật đầu. Xuất phát, xe của Tống gia chạy về phía phố cố Dương Thành. Quảng trường phố cố, sáng sớm đã đông đúc, tất cả mọi người mong đợi. Giang Ánh Đào cũng đến sớm, cùng Tư Đồ Tĩnh đi dạo ở chợ thư họa phố cố. Đệ tử phái Thiên Cơ cũng trà trộn vào trong đám người. Muôn hình muôn vẻ, những người có tâm tư đi tới quảng trường phố cổ. Nhóm cổ vũ Bắc Trần do Hạ Bắc dẫn đến cũng nhanh chóng giành được vị trí thứ 9. Trận đấu còn chưa bắt đầu, đã náo nhiệt như vậy. Khu vực ghế khách quý, hai chị em Liễu Thiên Thiên cũng đang ngồi, đương nhiên, Liễu Quản tự nhiên sẽ không vắng mặt trong sự kiện này. Bên cạnh Liễu Quản còn có một người trung niên, lúc này ánh mắt Liễu Quản tràn ngập chờ mong. Rốt cục có cơ hội tận mắt chứng kiến, song tiên nhập thần, trong truyền thuyết. Mạn Mạn, một thanh âm vang lên. Bạch Mộ trang phục cẩn thận, khuôn mặt lộ ra nụ cười tinh xảo, đi tới trước mặt Liễu Mạn Mạn, gật đầu cười, lập tức mở miệng với người đàn ông trung niên bên cạnh Liễu Quản, Liễu Thúc chào. Người đàn ông trung niên Liễu Khai Hoành, cha của Liễu Mạn Mạn. Liễu Khai Hoành cười gật gật đầu, tiểu mộ a, buổi giao lưu hôm nay này. Ta vốn còn mong chờ cậu biểu hiện thật tốt, thật xấu hổ. Liễu Mạn Mạn nhìn thoáng qua Bạch Mộ khuôn mặt hơi cứng ngắc một chút, Liễu Khai Hoành quả thật không biết Bạch Mộ ở trước mặt Sở Tràn không chịu nối một kích. Liễu Thiên Thiên cười hì hì một tiếng, đúng vậy, rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng, dù sao cũng muốn xem một hồi quyết đấu công bằng giữa những thanh niên kiệt xuất. Bạch Mộ khách sáo nói vài câu rồi rời đi, Liễu Mạn Mạn sẽ không vạch trần hắn, nhưng Liễu Thiên Thiên tiểu ma nữ này cái gì cung xe noi. Quả nhiên, Bạch Mộ vừa đi được vài bước. Liền nghe thấy Liễu Thiên Thiên phía sau mở miệng cha. Cha không biết đâu, ngày đó tụ hội, tôi không nghe. Bạch Mộ đi xa, Liễu Khai Hoành thần sắc ngoài ý muốn, Sở Trần dĩ nhiên ở kỹ nàng đàn thắng Bạch Mộ. Liễu Khai Hoành đối với Bạch Mộ vẫn có vài phần hiếu biết. Đúng, Liễu Thiên Thiên vô cùng khẳng định giọng điệu. Liễu Khai Hoành nhìn về phía Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn gật đầu, đúng vậy. Lợi hại, Liễu Khai Hoành cảm khái, khó trách cầm sư cấp cao nhất Bạch gia đều ra tay. Đây là muốn vì thất bại của Bạch Mộ đòi lại sân khẩu a. Liễu Thiên Thiên, cũng là đúng, lời nói của mình có thể tín nhiệm thấp như vậy sao? Liễu Thiên Thiên vốn còn muốn nói cho Liễu Khai Hoành, Sở Trần không chỉ thắng Bạch Mộ, còn thắng La Vân Dương, nhưng hiện tại trong lòng có tính khí nhỏ nhen, kiên quyết không nói. Buổi giao lưu vản đấu bắt đầu lúc 11 giờ trưa. Khoảng 10 giờ 20 phút, đoàn người Sở Trần đến. Trần ca. Hạ Bắc còn đang chào hỏi Sở Trần từ xa, đồng thời vung tay lên, nhất thời, đoàn cổ vũ Bắc Trần phía sau hò hét lên, Sở Tổng cố lên. Sở Tổng tất thắng, những người xung quanh nghe thấy những lời này, có người theo bản năng cười nhạo một tiếng. Sở Trần tất thắng, không thua quá khó coi cũng là không tệ rồi. Bạch Kỳ thắng và bốn đại diện, trong lĩnh vực cầm kỳ thư họa, đều là dẫn đầu cấp bậc tông sư A. Sở Trần hiện tại có thể khiêm tốn một chút. Đợi lát nữa sau khi so đấu mặt mũi cũng tốt hơn một chút. Hạ Bắc cũng nghe thấy một ít lời nói, hắn bĩu môi, không phản bác. Hạ Bắc chờ mong biểu hiện của Sở Trần hôm nay. Toàn bộ quá trình Sở Trần đánh bại, cầm họa xong tuyệt, hắn đa tận mắt chứng kiến. Các người hoàn toàn không biết gì về bản lĩnh của Trần ca. Sở Trần đến dẫn tới một trận hỗn loạn ngắn ngủi ở hiện trường, không ít người theo bản năng chen chúc về phía Sở Trần, nhưng, bị an ninh hiện trường ngăn lại. Khuôn mặt Sở Trần vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, anh ngược lại không nghĩ tới, nhân khí của Minh Ỏ, Dương Thành cao như vậy, cho dù ở bên ngoài xem ra đây là Sở Trần đầu thiết, một hồi giao lưu tự sát không hề hồi hộp về cầm kỳ thi họa, nhưng vẫn có nhiều người yêu mến anh. Thần Tiên tỷ tỷ, Đàm Đông tạo ra một âm thanh cuồng tín, nữ thần võ thuật Trung Quốc,
Mọi người cuồng nhiệt, kích động. Sở Trần yên lặng ngồi xuống. Các người không biết gì về tôi cả. Đột nhiên có người hô to, bốn trọng tài đến rồi. Nhất thời, một trận tiếng hoan hô nhiệt liệt. Bốn vị trọng tài đều là nhân vật cấp bậc được mọi người kính trọng trong bốn lĩnh vực cầm kỳ thư họa. Trung Tú Thanh, Trương Thạch, Hồ Lập Dũng, cùng với Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ngồi trên xe lăn, Hoàng Phủ Hòa Ngọc đấy ông đi tới, dọc theo đường đi, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cùng ba người khác nói chuyện với nhau, thần sắc ba người đều có chút tôn kính, ba người bọn họ tuy rằng ở lĩnh vực của mình xuất chúng, có thể nói là một đại tông sư, nhưng so với Hoàng Phủ Nguyên Cảnh 97 tuổi, bọn họ đều là tiểu bối. Nguyên Cảnh lão sư, ngay từ đầu bọn họ nói ngài cũng muốn ra ngoài chứng kiến buổi giao lưu này, tôi còn không thể tin được. Trương Thạch cảm thán, nếu như tôi nhớ không lầm, Nguyên Cảnh lão sư đã 15 năm không tham dự bất kỳ hoạt động nào trong ngành. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cười mâu thuồng dâu, ta giả rồi, bây giờ là thế giới của các ngươi. Tôi có chút tò mò, Nguyên Cảnh lão sư lần này như thế nào, Trung Tú Thanh nhìn không được hỏi, hai người còn lại đồng dạng tò mò, bọn họ ở trình độ nhất định là bởi vì nghe nói Hoàng Phủ Nguyên Cảnh tham dự trận giao lưu này, mới đáp ứng đến làm trọng tài, dù sao. Sau khi bọn họ nghe được thân phận hai bên đối chiến, đều theo bản năng cảm thấy, đây là một hồi đồn thổi lên, lẩy thân phận của bọn họ, tự nhiên không muốn phối hợp, nhưng bọn họ cũng biết rõ tính tình Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, nếu như thật sự là một hồi thổi phồng. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh không có khả năng xuất hiện trở lại sau 15 năm. Ta cảm thấy, hôm nay sẽ là một trận đấu rất thú vị. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cười ha hả, cả bốn trọng tài đều vào vị trí, Bạch Mộ đi lên đài cao. Nhận được một làn sóng vỗ tay. Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Mộ càng nở rộ, cầm lấy micro, nói vài câu mở đầu, lập tức chuyển sang vấn đề chính, bởi vì hôm nay sẽ có bốn trận so đầu cầm kỳ thư họa, vì công bằng, mời Sở Trần tự mình rút thảm quyết định trình tự tỉ thí. Mời Nam Quyền Chi Sư, Sở Trần, không biết vô tình hay cố ý. Bạch Mộ tận lực nhấn mạnh bốn chữ, Nam Quyền Chi Sư, tựa hồ đang nhắc nhở mọi người, đây là một võ phu vượt giới khiêu chiến. Không ít khán giả lúc này cũng bật cười. Sở sư phụ, một quyền. Sở sư phụ cố lên, toàn lực ứng phó là được rồi. Sở sư phụ tôi nhắc nhở anh một chút, bốn trọng tài đều được biết đến là nghiêm khắc, khi anh bị bọn họ phê binh, thái độ phải thành khẩn một chút, điều này có thể cho anh thêm điểm. Thần sắc Bạch Mộ không thay đổi, ánh mắt lại mơ hồ hiện lên một tia âm trầm. Nhân khí của Sở Trần ỏ, Dương Thành tựa hồ cao hơn hắn nhiều. Vừa rồi không ít người tuy rằng nở nụ cười, nhưng ngoại trừ hắn an bài Hắc Tử ra, trên cơ bản không có ác ý trào phúng. Thay vào đó, tất cả đều ủng hộ và hiểu Sở Trần. Dù sao trận quyết đấu này, không ai cho rằng Sở Trần có thế thắng. Sở Trần đi lên đài cao. Chuyện đề cử, trên đài cao, treo bốn túi gấm. Tương ứng với, cầm kỳ thư họa. Sở Trần tiện tay cầm lấy một cái túi gấm trong đó, mở ra nhìn thoáng qua, phía trên chỉ có một chữ kỳ. Khuôn mặt Bạch Mộ toát ra tươi cười. Cất cao giọng mỏ, miệng, Sở Trần rút ra trận tỉ thí đầu tiên, là cờ. Dứt lời, sắc mặt Hạ Bắc thay đổi một chút, bất đắc dĩ thở dài. Gia quân bất lợi a. Hạ Bắc vốn đang chờ mong Sở Trần rút được trận đầu tiên là cầm, hoặc họa, như vậy, Sở Trần có thể giáng đòn phủ đầu, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, càng có cơ hội vươn lên dẫn đầu, giành được một hồi thắng lợi, cứ như vậy, toàn bộ khí thế đều có thể bị Sở Trần xoay chuyển. Nhưng trận chiến đầu tiên là cờ. Thời điểm kết quả rút thảm được đưa ra, Liễu Thiên Thiên cũng nha nha một tiếng, lập tức lắc đầu, thật đáng tiếc a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.